Thưa chào bác có thể cho biết tên bác là gì không ạ? Tên tôi là Phan Vĩ. Dạ. Thưa bác sinh ra ở đâu và năm nào ạ? Tôi sinh là tại Quảng Nam, năm 1923. Dạ. Nhưng mà lớn lên thì tôi đi học ở Vinh, thì cái khi mà tôi bắt đầu tôi tham gia vào chính trị là tôi bỏ, tôi không đi học nữa. Tôi đang học college ở Vinh, nhưng mà rồi tôi bỏ, tôi không học nữa, là vì cái hồi đó là Nhật nó đảo chính Pháp đó, thì tôi lại đi dính vào chính trị. Tôi làm thủ lĩnh thanh niên của chính phủ Trần Trọng Kim, cho nên tôi không làm đi học nữa. Đó là năm nào thưa bác? Năm 1945. Một năm. Thưa bác là bác còn nhớ cái kỷ niệm nào của bác thời thơ ấu ở ở quê hương của bác không? Dạ, kỷ niệm thì quá nhiều, đến nỗi bây giờ có nhiều người họ thắc mắc là những cái kỷ niệm như vậy nguy hiểm lắm. Nguy hiểm là vì nó làm cho mình, tôi là cái trong đầu tôi là gần như tôi nhớ không sót một chuyện gì, nhất là khi còn nhỏ, nhỏ chút nữa chứ không phải lớn lên. Cho nên ví dụ như tôi, cái mà có thể mà anh em cả thành phố Hội An người ta kêu là anh hùng đó, họ kêu phenomenon đó, là vì hồi đó tôi ra công khai cho một đảng phái đối lập với Cộng sản năm 1945 tại Hội An, cái trường học Văn Châu Trinh, mà tôi thách cho Cộng sản, muốn hỏi chi tôi trả lời nấy. Nhưng hồi đó đáng lẽ là hai người, lựa hai người là tôi với Phan Ngô mà ở Cali đó, nhưng mà sao anh Ngô nếu đi như vậy là thế nào cũng bị tù, cho nên họ thấy anh Ngô con đông họ không cho, họ nói thôi để anh Ngô ở nhà để tôi làm, cho nên tôi làm cái đó, mà chính vì vậy sao tôi bị tù đó. Năm 1945, 47 là tôi ở tù rồi. Còn cái thời thơ ấu có những cái kỷ niệm gì êm đềm với gia đình hay là với Dạ tôi thì hồi nhỏ là tôi hơi lanh lanh lắm, cho nên những cái trò chơi gì mà ví dụ như trò chơi mà ví dụ tất cả đều tôi đều có tham gia, ví dụ đá banh thì tôi là cái thằng làm trọng tài nổi tiếng cái vùng tôi, rồi còn đóng kịch thì họ sợ tôi về đóng kịch. Tôi có thể nói rằng tôi đóng về kịch thơ đó cô, tôi đóng kịch rất hay, và tôi có thể có nhiều người họ ngạc nhiên về tôi có thể khóc trên sân khấu, mà hồi đó cái chuyện đó khó lắm, nhưng mà tôi như vậy đóng kịch là một, thể dục là hai, và viết kịch thơ, tôi viết kịch thơ cũng được nhiều. Sao vì vậy tôi có viết nhiều vở kịch thơ, nhất là khi vợ tôi chết đó, tôi viết cái vở kịch mà Hai Nấm Mồ rồi chẳng hạn, như vậy là ở Hội An là nổi tiếng. Hồi đó đến nỗi mà anh Vũ Ký là một nhà văn nổi tiếng ở Quảng Nam, ảnh khi ảnh với lại anh Nhị Lan là Thái Lăng đó, là rể ông Nguyễn Thượng Tông, hai người nó có viết cho tôi cái lời giới thiệu của cái quyển một này hay lắm, mà chừng bây giờ nó hết rồi tôi kiếm không ra. Là coi như là các ảnh coi như tôi là phenomenon của Quảng Nam hồi đó, Dạ, kiểu vậy. dạ vâng. Thưa bác nói bác đóng kịch có cái vai nào mà trong vở kịch nào mà bác vẫn còn nhớ, bác thích không? Dạ không, dạ nhiều lắm, nhưng mà cái hồi đó tôi hồi đó đã đóng cái vở mà Duy Tân của Thao Thao đó, tôi lắm rồi, đóng là Bùi Viện, tôi đóng là Bùi Viện hay lắm, cái kiểu như vậy. Mà nhất là cái khi mà trên sân khấu tôi đã diễn tả cho nhiều người, đến bây giờ người ta còn nhắc những cái tích đó, tức là nghĩa là tôi có thể tôi làm đối với sân khấu với tôi là cái chuyện rất thường, và tôi coi như có nhiều hồi giả tỷ một cái anh đó mà ảnh ra anh diễn với tôi mà anh chọc tôi giận là một chặp đó tôi sửa thơ, tôi sửa để cho ảnh, mà nếu ảnh ảnh mà làm sửa thơ là tôi làm được nè, tôi có thể tôi tiếp được, nhưng mà tôi sửa là ảnh đứng đó ảnh ảnh cứ giả ảnh đóng là Nguyễn Trường Tộ mà tôi đóng là Bùi Viện đó, anh cứ lấy cái tay anh gãi gãi bộ râu, anh nói nhắc nhắc tao ấy, nghĩa là như vậy. Sao anh nói tôi ác, nhưng tôi nói không, là vì tại khi tôi mới tới tôi nghe cậu nói hành tôi, cậu nói nhái, thành ra tôi thử cái tài của cậu chơi, cho nên hồi nhỏ là tôi đã lanh như vậy, tôi lanh lắm, nhất là tôi làm trọng tài cái vùng tôi là nổi tiếng, kiểu vậy. Thưa bác thì bác có thể kể cho các thế hệ sau một cái ngày đi học của bác ở ở làng bác như thế nào, buổi sáng bác học, bác dậy bác đi bộ hay như thế nào, rồi đến lớp cái chuyện gì xảy ra, bác kể lại một ngày đi học của bác. Hồi nhỏ thì tôi học ở trường làng, trường làng tôi là cái trường làng mà bây giờ thì nó đổi tên là cái tên khác rồi,
tức là Phan Hiến mà Phan Hiền mà làm phó tổng bí thư cộng sản đó, nó về cái làng tôi vì nó người làng tôi, nó về đó nó dựng cái tượng của ông già lên, nó đổi cái làng hồi trước cái làng Bảo An, thế mà đã, bây giờ hắn đổi cái lường là làng cái là cái tên ông già của lão. Mà tôi học trường làng lên tới primer, tôi đậu primer rồi thì tôi mới đi khỏi trường làng, tôi mới đi ra. Nhưng mà tôi có một cái là người ta ngạc nhiên là tôi mới đậu primer mà cô biết tôi dạy học trò đi thi primer, nghĩa là tôi rớt tới 3 lần primer tôi mới đậu. Primer là tiểu học phải không? Dạ, là trung học, là tới hết tiểu học đó. Tiểu học, học 6 năm rồi hết trung học, thi primer đậu rồi mới vô college. Dạ, dạ, vâng. Bác kể đi một ngày như thế nào và trong cái lớp học khung cảnh lớp như thế nào bác kể không? Dạ, cái cảnh thì dĩ nhiên ở nhà quê hồi xưa, nghĩa là đến nỗi mà sau này tôi làm cái kỷ niệm mà tôi đi về làng tôi chơi, tôi thăm, tôi mới đứng tôi nhìn cái trường học với cái nhà tôi nói sao nó gần vậy. Mà hồi xưa mình chạy chết mồ tổ quanh một cái bình mực là chạy từ nhà mà trường học mà về nhà lấy xa quá, mà bây giờ mình uống mà đứng đây nói chuyện nghe nói lớn nghe, thế mà hồi đó mình nhỏ như vậy đó. Còn chưa kể rằng có bạn bè tôi hắn nhắc những cái kỷ niệm mình khi còn nhỏ đó, là vì ông thầy mà ông nói là sau này ông cũng là đồng chí với tôi, nhưng mà ngay cả khi mà tôi sợ roi đó, ổng xách cái roi nhịp nhịp như thế này là tôi khóc, mà từ ở dưới chỗ ngồi tôi khóc lên tới trên ổng sợ tôi sợ roi lắm, sợ đó. Rồi tôi sao lại tôi đậu primer rồi thì tôi bắt đầu tôi học chữ nho, là vì tôi học với bác tôi là ông Phan Khôi. Nhưng mà tôi học mau lắm. Đấy, ví dụ như chữ nho mà giả tỷ như tôi học thì không bao nhiêu, nhưng mà khi đó tôi đi vô đạo Phật đó, tôi quy y với là thầy Đông Hậu, tức là Địa Tâm Tăng Thống đó. Ông cho tôi cái pháp danh là chữ Tâm Hiệp. Thế mà cô biết chữ nho tôi không bao nhiêu, thế mà tôi về tôi đặt câu đối hai chữ chữ Tâm với chữ Hiệp, tức là tâm nguyện hoàng ăn giai bất chấp, hiệp đồng nhân đức thị vô tư. Khi tôi lên tôi hỏi ổng nói hay lắm thì không hay, nhưng mà được quá rồi, nghe kiểu như vậy đó. Nghĩa là cái lanh của tôi thì bạn bè nó cho là tôi lanh lắm, tôi rất lanh. Nhất là cái thành phố Hội An mà kêu là phố cổ Hội An, từ bây giờ có mấy người như ở đây là cô Lê Tống Mộng Hoa nữa đó, hồi trước là cái lớp con cháu tôi, cho nên hồi mới qua đây cô Lê Tống Mộng Hoa cô kêu tôi bằng bác, tôi nói đừng kêu bằng bác, con kêu bằng chú là vừa rồi. Là vì hồi nó tôi làm quận trưởng thì cha của cô Lê Tống Mộng Hoa nó làm trưởng ty học chánh đó, thành ra tôi không cho kêu bằng bác. Cho nên cái thành phố Hội An là nổi tiếng, còn cái thành phố Đà Nẵng đó, hồi nó cái khi mà tôi làm cùng ăn răng ga mô, tức là dưới quyền tôi có một tiểu đoàn lính với một đoàn hành tránh lưu động, tôi về tôi đóng tại Đà Nẵng, đóng tại phi trường Đà Nẵng đó. Và có những cái mình không phải giỏi, nhưng mà tại ra cái thời của mình nó như vậy cô biết, cho nên cái khi mà tôi ra làm việc đến khi tôi rút lui đều như có cái thời, có cái thời. Cho nên cái ví dụ như bữa đó tôi đem quân về tôi đóng ở Hội An, một tiểu đoàn của tôi đóng Hội An, thì chiều bữa đó tự nhiên không biết lại ở lại nhà trên bảo tôi rằng thôi bây giờ anh về Đà Nẵng đóng cả phi trường Đà Nẵng, thế tôi rút đi thì túi mới đó cộng sản nó về nó đánh mất thành phố rồi. Bác à, cái thủa bác học đó là bác học trường làng primer đó, là bác học tiếng Việt, tiếng A, hầu đó tiếng Việt, tiếng Pháp. Tiếng Pháp. Nếu như bác anh chị cô lên mới tới lớp 3 mà cô nói tiếng hậu bắt cô phải nói tiếng Pháp đó, không cho ông thầy cũng không cho mình nói tiếng Việt. Thế mà ví dụ con đâu cái câu đầu tiên mà tôi còn nhớ mãi kỷ niệm được Permettez moi de sortir s'il vous plaît. Mình xin phép ông thầy mình đi ra đó. Chứ mà khi mình mới nói mình phải bài cái tụi bạn mày viết câu nó cho tao học để nhập nó mình lên xin ông thầy mình ra mình đi tiểu rồi chứ chẳng hạn như vậy đó. Mà nếu mình nói tiếng Việt là họ bắt mình đeo một cái bảng cho nó tôi còn đang nói tiếng Việt để làm nhục mình chơi cái khi học học lớp 3 nhưng mà như vậy phải nói bằng tiếng Pháp để nói tiếng Việt là không được. Còn có học tiếng chữ nho chút đỉnh không hay là chữ nho thì nghỉ hè 3 tháng hè là tôi học với ông bác tôi là ông Phan Khôi với ông nữa. Tức là trong trường thì họ không có dạy tiếng nho. Có dạy nhưng mà cái ông thầy nó chỉ thứ năm ổng từ Hội An ổng mới lên ổng dạy chút chút thôi. Nhưng mà không bằng cái chuyện mà mình học nhà. Ví dụ học nhà mà mình học hơn cô biết, ví dụ tôi cũng có cái ông bác ổng dạy chữ nho mà đến cái mùa thi đó ổng biểu học trò ra rạp lá chuối vô làm biên chữ này, tôi cũng ra rạp lá chuối cho nên tôi hồi nữa tôi viết chữ nho mà tôi viết chữ hàng ba là giỏi lắm rồi, tôi biết hàng ba hàng tư rồi. Một cái khổ giấy đây mà chia làm tôi viết hàng ba hàng tư tức là học chữ nho hồi đó mà tôi học mau lắm. Mà lúc thi thì
thi bằng tiếng À thi lên có. lớp nữa là thi tiếng Pháp, tiếng À, Anh, à tiếng thi tiếng à, Việt. mang song Français, tức À. là lên lớp 3 là cô phải thi tiếng Pháp. Nếu cô có thi thì cô cho cái mang song nữa, mang song Français. Còn nếu À. không thì không có cái mang song Français. À. À, rồi còn chữ chữ Hán thì dĩ nhiên ông thầy ông cũng có thi sơ cái chữ Hán mình tí đó, Dạ sơ dạ sơ thôi. dạ à, thưa bác, trong gia đình của bác thì bác có bao nhiêu người anh em trong À, gia gia đình? đình tôi thì tôi có viết ở trong cái hồi nãy tôi đưa cho cô đó, thì tôi đặc biệt nhất là cha tôi chết khi mẹ tôi mới 23 tuổi mà bốn đứa con. Ôi Cô trời. nhớ một người con gái, ví dụ cô bây giờ là cô là bao nhiêu, mà cô nhớ mẹ tôi hồi nó mới 23 tuổi mà bốn đứa con, chị ơi, ba đứa con, chị tôi lớn hơn tôi một tí rồi tới tôi và đứa em gái tôi. Mà bây giờ bà chị tôi bà chết rất oan, bây giờ bà chết trước khi tôi đi qua đây. Còn cô em gái tôi năm nay còn ở Tam Kỳ, tôi có cái nhà hồi tôi làm quận trưởng Tam Kỳ tôi có cái nhà đó. Rồi sau cộng sản tôi đi đi ngoài Bắc thì nó sắp người tới đập cái nhà tôi tan, nhưng mà rồi cô em gái tôi ở đó mà cổ năm nay rất là cũng tám mấy tuổi rồi. À, nghe bạn bè thì nó hơi lạnh, hay lắm, nhưng mà tôi thường xuyên tôi hay gửi tiền, tôi cho tiền già không bao nhiêu nhưng mà cứ lâu lâu tôi cho 150 đô kiểu như vậy mà còn sống, còn Dạ, sống cô dạ, em gái tôi. dạ. Yeah. Những người anh em của bác có được đi học không? À, dạ có chứ Dạ. nhưng mà bà chị tôi thì cũng học tới lớp 3 thôi. Dạ, À, nhưng dạ. mà hồi lớp 3 bà là giỏi lắm, Dạ, lớp 3 dạ. là hồi nó đã bắt đầu nó tiếng Pháp rồi. Dạ, còn người anh thì cũng học Không có, tôi là con trai con duy nhất. trai duy nhất. Ồ, dạ vâng, còn Tôi, dạ. bà chị có học bọc, bà chị có được học hay Dạ bọn có, em? bà chị tôi cũng học lên tới lớp 3, rồi Dạ. cô em gái tôi cũng học lên tới lớp 3. Ồ, dạ Dạ, vâng, coi như lớp 3 là con dạ. gái phải nghỉ rồi bác Dạ, ạ. tới nghỉ rồi, cô gái lớp 3 là nghỉ Dạ. rồi, không được Dạ. học Dạ rồi. vâng. Thưa bác, ở trong gia đình bác có những cái truyền thống gì đặc biệt mà bác nghĩ rằng ba má của bác cố gắng giữ để mà có trong gia đình có một cái truyền thống đặc biệt so Ở với nhà mọi quê hồi xưa cô nên nhớ người? là cái nó là một cái gọi là, cho nên tôi viết ở trong cái tiểu sử tôi có viết cái câu nó về mẹ tôi, bà cố bà không lấy chồng không tái giá, cái cỡ tuổi bà là dễ bị tái giá lắm, là vì ở trong làng như vậy là có nhiều anh mà giàu có đó mà anh vợ chết rồi anh tới anh dụ mẹ tôi. Nhưng mà mẹ tôi bà ôm bà nói tôi một câu, bà nói không, mẹ không bao giờ lấy chồng cả, mẹ ở như thế này mẹ nuôi con, là vì tôi có một cái gan như thế này. Hồi tôi học lên lớp tư cô biết không, thì bữa nay tôi xuống cái lò rèn, tôi muốn cái anh lò rèn anh làm cho tôi cái dao dao như dao gam vậy, tôi về tôi cắt cái trong cái rương của tôi, thì bà chị tôi bà lục bà thấy bà mới nói với mẹ tôi, bà kêu bà hỏi mẹ tôi hỏi chứ con làm cái này làm chi vậy, thì tôi phải nói láo, tôi nói không cái này là làm để trên music school của trường, bà nói không không phải, con nói thiệt đi, cái tôi khóc tôi nói rằng con chị nếu con mà có dượng gã là con đâm thằng dượng gã nó chết. Trời ơi. À, à, như vậy thì mẹ tôi bà ôm tôi bà nói không mẹ không bao giờ lấy chồng cả, mẹ ở và mẹ nuôi con. À, cho nên mẹ tôi là cái tiểu sử của mẹ tôi nghe kinh sợ lắm, tôi lớn mà tôi khôn ngoan mà tôi biết chính trị một phần lớn là do mẹ tôi, cái khí khái của mẹ tôi kinh lắm, nghĩa là tôi ví dụ như cái ngày mà tôi bị cộng sản bắt á, bà đưa tôi cái chai mật ong để mà đi trước khi đi trình diện ở ty đó, ở ty công an, bà nó uống một tí để mà nhớ câu này mẹ dặn là phổi con nó yếu đừng đánh, đừng để cho nó đánh mà hư sao hư phổi đi. À, mình phải nói sao mà cho khéo nhưng mà nói như vậy không phải là mình phản bội anh em. À, kiểu như vậy bà dạy những cái chuyện đó, tức là cho nên bà kể cho tôi những cái tích ở trong truyện Tàu mà chỉ có nói trớ không mà không bị đọc chứ không cần là phải phản bội anh em nữa. Rồi đến cái ngày quan trọng nhất là cái ngày mà mẹ tôi mà bị bắt, tôi làm quận trưởng hắn đánh cái đụng không kiếm ra tôi mới bắt mẹ với vợ tôi đi trước mặt tôi đi đi trước đi, mà tôi ngồi trong đó mà tôi nghe cái mụ mà là vợ thằng cha công an mụ kêu ông Vĩ ơi ông Vĩ, thì bà vợ tôi mới nói chứ kêu chi vậy kêu anh chi. À, bà nạt cái vợ thằng công an, thì cái hồi ra sao là mà tôi nghe tôi hỏi mẹ bà chị tôi bà kể là bà nói rằng khi mà nó bắt rồi mẹ tôi đau hắn bỏ lên trên cái giường cái chõng lên khiêng đi, thì mẹ tôi có nói bà chị tôi bà lúp xúp bà chạy làm sao á. À, bà hỏi ngó thì nó có bị bắt không, thì khi chị tôi dòm không thấy tôi bị bắt chị tôi nói không hắn thoát được, mẹ tôi có nói một câu rất là tiểu, mẹ tôi nói như vậy là được,
hắn cho hắn sống để hắn trả món nợ này, còn mình chết là vừa rồi, có chết cũng không sao. Cho nên sao mà con gái tôi bây giờ nó đọc cái quyển sách của tôi viết này, nó có thấy cái đoạn mà nó nói rằng như vậy rồi bố đã trả lại cái món nợ nó chưa, món nợ mà cộng sản đó bố đã trả chưa. Tôi nói không, bố không giết người cộng sản đâu, có cho nên người ta sợ bố lắm, bố không hề giết, nhưng mà cộng sản nó chết vì tay bố nhiều, là vì tại vì sao bố mở ra cái chiến dịch tố cộng đó. Biết bao nhiêu cộng sản nó bị hội đồng xã nó bắt là tại vì vậy. Cho nên như vậy là đủ rồi, chứ bố không có giết ai cả. Cô biết khi nó bắt mẹ với vợ tôi như vậy là tôi ra lệnh cho hội đồng xã, nó bắt là 40 người, 38 người gia đình của nó mà thứ dữ không á, cô biết nó quê hương tôi là thứ dữ không á. Thứ mà bây giờ là chính phủ giải phóng miền Nam là toàn trong làng tôi, anh em tôi không cho có ai đâu. Thế thì khi mà nó kiếm tôi không ra, nó bắt mẹ vợ tôi đi vô trong núi, nó giam rồi bỏ cho đó chết đói đó. Sao như vậy? Thưa bác, là bác gái có được đi học không? Bà má của bác có được đi học không? Mẹ tôi hay là mẹ tôi có vui là mẹ tôi thì sao, và bà chị tôi á, bà bài cho mẹ tôi chỉ học để mà viết, để sổ sách rồi buôn bán rồi như vậy thôi, chứ còn bà không có đi trường. Nhưng mà cái lối xử sự của bà tôi không hiểu tại sao bà xử sự như là một người trí thức. Như một người trí thức thì hỏa ra mẹ tôi là hồi xưa, mà cô nhớ cái cỡ tuổi tôi mà tôi còn cho là hồi xưa thì cô biết là cô thì chưa lẽ đâu. Mẹ tôi mà con một ông chánh tổng thôi. Con một ông chánh tổng thế mà bà xử sự rất những cái nhỏ nhỏ như thế này, cô có tưởng tượng cô có dám xử sự như thế này không? Ví dụ như bà về bên ngoại thăm mẹ bà thì bà lại mua cá thu rồi đó, bà đem về bà cho bà ngoại tôi, rồi bà nói cái này là của bà nội, nói rằng mua về biếu mẹ để cho bà ngoại tôi phải phục bà nội tôi. Rồi bà đến cái mùa gặt bà lại mua nết đồ ở cái quê của bà ngoại tôi, là có nó bà đem về bà biếu bà nội tôi, bà nói bên đây nhân mùa gặt cho nên bằng mẹ con bà mua một ít nếp về biếu má. Như vậy bà làm cho hai bên gia đình xu gia ở với nhau mà không có hình hiềm khích nhau chi cả. Những cái đó là tôi cho là một cái rất kỳ lạ, mà ai dạy bà mà bà khôn như vậy tôi không hiểu nữa. Có nhiều cái dễ sợ lắm, ví dụ như giả để ông nội tôi, một ông tú tài xưa, ông xuống nhà tôi, ông ngồi đi, ông sát thuốc giùm cho mẹ tôi bán thuốc sát. Thế thì ông sát rồi còn cái cuối cùng một chút xíu ria, ông gói là ông để đem về ông cho mấy bà bác tôi, bà thím tôi, rồi bà bác tôi, dâu tôi. Thế là tôi đứng tôi ngó, mình còn nhỏ, mình ngó. Thế thì mẹ tôi bà la, bà nói đừng con, làm cha làm mẹ cũng vậy, họ thương cái đứa con nghèo hơn. Cho nên ông nội mà sở dĩ ông nội cắt một tí như vậy đem về cho bác con là ông nội thấy rằng mẹ là sung sướng hơn bác con nghèo lắm. Cho nên đừng nói như vậy mà mang tội, mẹ tôi phải dạy những cái chuyện đơn giản lắm. Thưa bác, thì cái nghề nghiệp của bác, của má của bác là nghề gì để dạ, nuôi bán. Sống được bốn đứa con? Dạ, ba đứa buôn con, bán. Ba buôn con. Bán, nhưng mà cô biết cái lối buôn bán cũng ý có người nào như mẹ tôi buôn bán thì một cái tiệm chọc phá nhỏ nhỏ đi đâu có đủ sống. Nhưng mà trong khi bà ngồi bà bán như vậy, bà ngồi bà làm cái chuyện rất lịch sử, là cái bọn dệt á, quê hương tôi là dệt tơ lụa đó cô biết không? Rồi cái bọn sợi dệt á, hắn có những cái mà dệt rối quá, không hắn cắt cái này hắn bỏ, thì mẹ tôi bà xin cái đó về. Mà trong khi bà ngồi bà bắn như vậy, rồi bà lấy cái kéo bà cứ sáp từng đoạn vậy cô, sáp từng đoạn đi, mà bà nối là thành ra một cái chải tơ, một cái chuỗi tơ. Đến nỗi mà tụi tôi nó trời ơi sao làm cực quá, mẹ tôi nó đồ ăn là đây đấy con, đồ ăn là đó, cái này mà bán một chả tơ đó là đi chợ cả tháng chưa hết, cái kiểu như vậy đó. Thành ra mẹ tôi mà sống rất, mình bây giờ nói cái chuyện mà của thế hệ mình không thể được như vậy. Lấy nỗi mà có một cái chuyện anh hùng nhất của mẹ tôi là cái hồi nó bắt giải gia đình tôi vô núi đó con. Thì hắn cho người ta thắp đèn đuốc lên, hắn hô là đá đạo cộng sản, Việt dân cộng sản, Việt dân cộng sản. Hắn bắt làm, hắn làm giải từ quê hương tôi mà giải lên núi. Thì cái khi tới nơi rồi mẹ tôi bắt kêu xã trưởng là bà hỏi sao các anh biết hắn là Việt dân, sao các anh biết là tôi là đẻ ra nó mà tôi không biết dân ai nữa, tại sao các anh biết nó là Việt dân? Bà chửi thằng xã này, thằng xã trưởng hay xin lỗi. Hắn nói thôi chị thông cảm giùm, ở dưới nó làm tôi đâu có cản nó được. Thế là sao nó để mẹ tôi ở trong cái nhà đó không được đi ra khỏi nhà,
Nhưng mà rồi con đứa con gái tôi, con hắn chết rồi, nhỏ chút là hắn mới đi ra ngoài, hắn bắt ốc hay ra rau rồi hắn đem về để mà nuôi gia đình. À, như vậy đó con. Bác có kể là vì sao là họ bên phía Cộng sản họ giết mẹ bác hay là để mẹ bác bị đói mà chết đó, không là vì hắn cô hồi trước cô không coi những cái chuyện tàu cái này cũng như cái tuần hồi xưa mà Đổng Kim Lăng, hắn bắt Đổng Kim Lăng là để mà dụ bà Đổng Mẫu phải ra đầu hàng. Cái mục đích của hắn, cho nên mẹ tôi là không có bao giờ mà đừng hy vọng bà ra đầu hàng. Bà biểu tôi ra đầu hàng, bà tôi mà ra đầu hàng thì bà sẽ tự tử và chết cũng như kiểu bà mẹ Đổng Kim Lăng vậy, chứ không phải vừa đâu. Bà thù Cộng sản đến cái độ như vậy. Bà gắn mắng Cộng sản lắm. Cho nên cái đặc biệt là gia đình bên ngoại tôi, mấy ông cậu tôi bị Cộng sản giết hết, mà trở lại gia đình bên nội tôi là theo Cộng sản cả. Cho nên hồi xưa cô đến cái làm tôi á, ví dụ ông nhà ông Phan Khôi rồi như vậy, cô đừng có vô mà cô chụp cô hỏi liền, cô nói chuyện liền, không ra dấu liền, cô phải để khi nào mà nhái một cái cô biết thằng cha này nó thăng bên nào, con này nói cái chuyện đó đây hỏi không, chứ không phải nói cái là con cháu dâu rể trong nhà rồi đấy chán Cộng sản hết. Tức là ngay trong gia đình là có hai phe khác hai nhau phe, đó. Hai phe đàng hoàng lắm. Nhưng mà rồi họ sống nhau là họ có những ngày lễ, ngày giỗ họ có quy tụ lại với nhau để thờ cúng ông bà hay sao? Không, cái bọn đó nó không có chủ trương cúng nhau cô. Cúng là bọn mình nghe. Chứ còn bọn đó nó không chủ trương cúng. Đến nỗi mà sao là tôi mới lên đây mà nó yêu cầu là giỗ chung. Từ cái đời ông cố tôi trở xuống là giỗ chung. Thì tôi không chịu, tôi nói không. Các anh muốn dỗ chung thì các anh cứ dỗ, tôi thì dỗ ông nội tôi là tôi dỗ, dỗ cha tôi dỗ riêng, không bao giờ tôi dỗ chung hết. Bữa nay mới vậy nè, cách đây mới độ lương nửa tháng này thầy hắn gọi qua cái đám đó theo Cộng sản rụng ra ngồi bắt tập kết đồ vô oai lắm con ha. Cái thằng cha anh em chú bác của tôi nó là hầu nó vô nó tiếp thu Đà Nẵng về kinh tế đó. Tức là nó như người thứ nhì tiếp thu thành phố Đà Nẵng. Thế thì bữa rồi vừa rồi hắn cho con nó đứng ra để thành lập mà dùng mồ mã rồi đem mồ mã dùng lại đó, thì tôi có gửi về trăm tôi đưa cho thằng cháu tôi ở bên ở Vĩnh Long, tôi nói khi nào họ kêu gọi thì con cậu là bây giờ cậu không có tiền nhiều nhưng mà 100 đối với bụng nó là to lắm đó cô, tới 1 triệu mấy thằng. Tôi nói cái gì mà con lên tiếng, hễ họ có là mình có, nhưng mà con không làm nhiều vì hắn cứ nghĩ là mình là thằng đi theo Mỹ tiền nhiều lắm. Cho nên trong quyển sách này tôi có viết một cái đoạn mà sao là có một cái ông ở Texas, ông cô ông nói anh viết về chết thằng đó làm chi, là cái thằng Phan Nhẫn hắn gớm lắm cô, hắn làm lớn lắm đó. Hắn làm hắn đại diện cho chính phủ Cộng sản Paris, cả thành phố Paris. Thế mà bữa đó tôi sắp đi, tôi bảo con gái tôi là con xuống dưới nó mua một ít đồ chai về dọn bữa cơm để mời bọn nó ăn. Khi nó ăn rồi nó lại nó vỗ cái lưng tôi, nó nói anh chọn đúng con đường quá. Những câu chuyện đó cô nghe mới thấy hài. Đúng đường tức là mình đi với Mỹ đó cô biết không? Mới qua bên này mới hy vọng có tiền già được. Thế còn hắn thì trừ hắn về hắn tiền gì có. Hắn cướp được mỗi thằng cái nhà, vì mình vô Sài Gòn mỗi thằng hắn cướp được cái nhà. Thế thì bây giờ trừ bây giờ hắn nếu cha Triết, nếu cha Dũng hắn đòi cái chuyện đó thì cha Triết cha Dũng hắn trả lời rất công khai, hắn nói các anh bây giờ mỗi người có cơ sở rồi, có nhà có cửa rồi, thì bây giờ các anh nuôi con các anh lớn này là con giao cho đoạn đoạn lo cho, chứ còn trừ bây giờ không lẽ các anh ra làm gì nữa. Cho nên cái bọn đó là bây giờ hồi mình rút khỏi Sài Gòn đó thì bọn hắn chiếm mỗi thằng một cái nhà của mình, của tướng của tá mình hồi xưa đó. Ví dụ tôi có một cái thằng bạn mà nó là đỡ tá quân báo của Cộng sản, hắn chiếm cái nhà độ 3 tầng, có nhiều tù mấy cái nhà mà gần ở chỗ Tân Sơn Nhất đồ là nó chiếm hết như vậy. Thưa bác rằng bác gái bà mẹ của bác thì làm buôn bán thì nuôi bác, còn bác đi học, ngoài đi học ra bác có một cái nghề gì khác không? Không, hồi đi học là không có nghề gì cô. Chơi ngỏng không có nghề gì. Chỉ có sau này lớn lên mới đi làm đó thôi. Tức là cái năm mà tôi xa quê hương đến cái năm đó là tôi làm cho Pháp, tôi làm thông ngôn cho Pháp. Thì tôi làm thông ngôn cho Pháp thì những cái năm đầu tôi gặp một cái anh Lê Tân Năng, anh tên anh Ghi Nha. Anh tôi học về Police Scientific của College from Dan Sovillari Paris, tức tôi học về trinh thám. Thì ảnh cho tôi được áp dụng applique tất cả những cái củi kỹ thuật về trinh thám. Thì không nói gì sao là cái bọn thông ngôn anh em làm thông ngôn với tôi nó chống tôi, là vì tôi không đồng ý cái chuyện tra tù, mà bây giờ mình mới thấy là Cộng sản, cô thấy hát có cần đánh đâu mà khai hết.
mà hồi nó tôi chống ra đâu, tôi nói phải làm sao mà cho họ khai, chứ còn nó chỉ đánh họ khai thì cái nó không được. Thế là bọn hắn nói là tôi thăng cảm, hắn thăng cảm thì hắn lập hồ sơ coi như hắn định bắt tôi đó chứ. Năm 1951 hắn định bắt tôi, nhưng mà rồi đó cái tôi hắn chờ cái ngày mà tôi hết cái hợp đồng với Pháp. Hồi nó tôi làm thông ngôn cho Pháp, hắn chờ cái ngày tôi hết hợp đồng là hắn bắt. Thì cái ngày này tôi vô Huế, tôi sống nhờ một cái anh bạn tôi, một cái anh nó nổi tiếng lắm ở bên Huế, tôi vô đó tôi sống nhờ với anh. Cái rồi sau là cái rồi tỉnh trưởng, họ nhận tỉnh trưởng thì họ mời tôi về đi quận trưởng làm gì vậy. Trong khi nó tôi thi đậu Đà Lạt rồi đó cô, sửa soạn đi học Đà Lạt, thì cái ông tỉnh trưởng nó mời tôi về đi quận trưởng. Tôi về cái xảy ra cái chuyện tan nát gia đình đó. Cái cuộc đời tôi thì thôi, không thể nói không ai giống vậy. Mẹ của bác có vẻ gần gũi bác, mẹ của bác hay kể cho bác nghe những cái câu chuyện ngày xưa gì của quê, gia đình của quê hương mà bác vẫn còn nhớ không? Dạ. Má của bác đó, có khi nào kể về những cái chuyện, câu chuyện về ông cha trong dòng tộc mà bây giờ bác còn nhớ không? À, bên ngoại tôi hả? Dạ, kể chuyện mình có chứ, mẹ tôi là những cái chuyện đó khi mà rảnh đó, là bà kể như vậy là cốt để bà dạy mà. Yeah, yeah. Cho nên cô mới nghe tôi kể cái chuyện bà mua cá thu về biếu bên ngoại mà mua nếp về kia bên nội là cái hành động của bà như vậy mà những cái chuyện đó bà dạy kỹ lắm, bà dạy mình cái cuộc sống, bà dạy rất kỹ để vì bà cho rằng mình còn nhỏ, mình không có tội gì hết. Nhưng mà ví dụ như đối với bên ngoại tôi là bà kể, bà nói rằng giả tỷ ông ngoại tôi có hai anh em mà một cái gia đình đó là chống ông ngoại tôi. Yeah. Nhưng mà cũng là làm lớn, làm chánh tổng rồi, hồi xưa là lớn lắm làm cái tổng. Thế nhưng mà chống, mà sao lại tôi thấy cái gia đình bên ngoại tôi, mấy ông cậu tôi, một ông là làm thanh tra về học chánh, rồi một ông làm ở Moran Fre rồi chứ, đều bị cộng sản giết cả. Giết hết. Trong khi tôi làm thông ngôn cho tay, rồi nó tìm cách nó bắt nó giết cả mấy ông đó. Cái thủ mà di cư năm 54 đó thì gia đình bác ở đây không có bị ảnh hưởng gì? À không, năm 54 là cô thấy hồi đó tôi đã làm oai rồi. Tôi hồi đó năm 53 là tôi làm lớn rồi. Nhưng mà tôi chống ông giáo, tôi chống ông Phan Văn Giáo là tôi không chịu đổ bộ Quy Nhơn. Thì ông giáo ông cho tôi ra rìa. Ông ra rìa thì ông vừa có lệnh tiếp thu cái 54 mà tiếp thu đồng bào ngồi bắt vô đó. Thì ông đánh điện về Quảng Nam, ông yêu cầu tỉnh trưởng Quảng Nam mời tôi ra Huế gặp liền. Thì tôi ra Huế gặp thì ông nói bây giờ anh hầu trước nhân viên của anh nó còn ở không, anh phọt mê một cái đoàn hành chánh để anh ra 17 vị tuyến anh đón tiếp đồng bào di cư. Thế thì tôi kêu một tiếng là bọn anh em nhân viên của tôi dưới quyền tôi đó, 40-50 thằng nó nhỏ, lính thì không có, lính nó không xài nữa. Thôi, còn cái rồi anh em vô tôi phột mê là cái đoàn hành chánh, tôi đi ra 17 vị tuyến để giúp cho cái ông tỉnh trưởng Quảng Trị để đón tiếp đồng bào di cư ra bên Hải đó. Thì ra bên Hải tiếp đón có một tuần thì ở Quảng Nam nó đánh điện nó yêu cầu tôi trở về. Nó yêu cầu cái đoàn hành chánh, tôi đặt cái đoàn hành chánh là đoàn hành chánh Mai Lĩnh, vì Quảng Trị có một núi cao nhất là núi Mai Lĩnh. Thì yêu cầu đoàn hành chánh Mai Lĩnh phải trở về Quảng Nam. Về tới thì ông tỉnh trưởng này ông mới đổ vô, ông yêu cầu tôi về nhận một chức quận trưởng chứ không thể không được. Thì tôi hầu nó cái chuyện Quảng Nam nó xảy ra như thế này, ít người họ lưu ý cái chuyện như vậy là vì Quảng Nam cái vấn đề nặng nhất của Quảng Nam Quảng Ngãi là Quốc Dân Đảng. Cô thấy thì ông yêu cầu tôi nhận, thì tôi về tôi nhận, thì tôi nói rằng tôi không về quê hương tôi, vì tôi nói quê hương tôi làm quận trưởng điện bàn tôi không làm, là vì làm như vậy hai ông chú ông bác tôi cũng cãi lộn nhau rồi, tôi ngồi làm sao xử có ổng được. Cho nên tôi đi cái chỗ nào mà khó nhất á, nguy hiểm nhất các ông cứ để tôi đi. Thì ông tỉnh trưởng yêu cầu tôi đi làm quận trưởng quận Thăng Bình, kim quận trưởng quận Quế Sơn. Thì tôi làm mới một thời gian thì ông Cẩn là em ông Diệm, ổng cho người về mua chuộc tôi. Là vì hồi nó những ông cha đó, ông cha ông nói với ông Cẩn là nếu muốn chinh phục được Quảng Nam là phải nắm cho được phân vị. Nắm được phân vị thì ông Cẩn ông mời tôi ra. Ông mời tôi ra thì đầu tiên hết ông Cẩn ông yêu cầu tôi là đi vô Sài Gòn để gặp ông Nhu để mà thành lập cái Cần Lao Nhân Vị tại Sài Gòn. Thì tôi nói với ông Cẩn tôi nó không được, cái chuyện này tôi không làm được, là vì tôi là thằng Quốc Dân Đảng mà trừ tôi lại đi thành lập cái đảng Cần Lao là cái chuyện khôi hài quá. Nay mai như vậy là nay mai tôi bỏ Cần Lao tôi dễ dàng quá. Cái ông hỏi tôi như vậy thì anh có người nào để đi cái chuyện này không, thì tôi nó có thì cháu gì
cái ông nói ai chẳng hạn, thì tôi giới thiệu cho ông một cái ông già, mà cái ông già nó bị tù cộng sản 5 năm ở trong liên khu 5 mới về, mới được thả về sang Geneva và về. Thì cái ông già nó đi đi vô Sài Gòn họp với ông Nhu, họp với ông Nhu thì không làm được nên sâu chạy gì, thì ông về thì cái rồi thôi sao là cái tôi coi như là ông cẳng là ông có một cái là đi, ông không, ông rất nể tôi nhưng mà ông không nghe tôi. Ví dụ như giả tỷ như tôi làm như vậy chưa ra chi hết thì ông biểu thành lập cái đảng đảng Cần Lao, hay là đem nó vô đoàn thể liền. Tôi nói không, đây là cộng sản không mà làm răng đem vô được, không thể đem vô được. Ông không nghe tôi, ông đá tôi rất 3 lần là cô nhưng mà có cái tôi thương ông là đi, ông đá rất là đã ngon rồi, chứ nếu không ông ra là giết tôi rồi. Mà ông cẳng mà giết là chuyện dễ quá, ông giết rất dễ dàng. Còn thêm thế mà khi mà ông đến nỗi mà tôi thôi không làm quận trưởng, mà tôi quậy quá cô biết không, tôi phá quá, anh tỉnh trưởng không làm việc được, anh mới trình với ông cẳng. Ông cẳng mới bỏ cái thằng bọn tôi, mà thằng đó là sao nó làm lớn lắm á, làm tổng thư ký của bộ thông tin, đem xuống biếu cho tôi 5 ngàn để mà biếu tôi đi Sài Gòn đi, đem bà vợ đi Sài Gòn đi để cho ổng làm việc, chứ để tôi ở là Quảng Nam là không, ổng không làm việc được, là vì họ có chuyện chi họ bài không bài vợ họ tới hổ tôi cho nên ông tỉnh trưởng ông yêu cầu như vậy. Thì sao lại tôi vô Sài Gòn, hồi đầu tôi định viết báo cho tờ Tân Văn của một cái anh cộng sản, mà anh ở sau này làm lớn lắm rồi mình cộng sản, anh mang ơn tôi là vì cái hồi tôi anh về anh đầu thú, thì sao lại tôi đưa anh vô Sài Gòn, thì anh vô Sài Gòn á, thì đến sao lại thì tôi đang như vậy thì ông Diệm đi kiếm tôi mà tôi không biết, thì ông tướng Nguyễn Ngọc Lễ ông ra ông gặp tôi, ông nói ô chứ đi đâu đây, đi đâu đây, tôi nói dạ thất nghiệp sửa soạn đi viết báo ăn, ông nói lên nhà gấp vì bây giờ tổng thống đi cho người đi kiếm ăn. Tôi có kiếm chi vậy, ông nói ông tổng thống ông thành lập cái dinh điền ở trên cao nguyên mà dân chúng nó không chịu ở, nó đồ về, mà bây giờ ông kêu hai người Quảng Nam vô ủng hộ á. Thì bọn tôi đều trả lời với ông tổng thống Diệm nói rằng cái này dân miền Trung là chỉ có kêu Phan Vĩ mới được, không kêu Phan Vĩ không ai giải quyết được, thành ông biểu đi kiếm ăn. Thì tôi vô tôi trình diện ông Diệm, hồi nó tôi trình diện ông Diệm tôi ngồi đi rồi tôi thấy Nguyễn Văn Thiệu còn đeo lon trung tá đi trước cửa kiểu vậy, mà hồi nó là ông Diệm ông cưng tôi đến nỗi người ta gọi là ông nghe tôi vô cùng. Là tại sao vậy, vì tôi nói tất cả sự thật, những xung quanh họ dối họ lừa gạt ông Diệm tôi nói thiệt hết. Mà cái đó là cái chết tôi mà tôi không biết. Sao ông Lễ ông nói chú không biết cái đó là cái chết, là vì ông kêu tụi nó ông la thì tụi nó biết chú nói cho ai nói nữa. Mà bây giờ chú đã cái cây đâm vững quá không xô được, nhưng nay mà có gió lớn hắn xô cái chú ngã đó. Sao cô biết khi tôi làm lớn mà được ông Diệm cưng rồi, thì có hai cái anh mà uy thế nhất là anh Nguyễn Hữu Trình là bộ trưởng phủ tổng thống, với là một anh nữa là anh Tôn Thất Trình mà đi bên Mỹ này về làm về cố vấn về kỹ thuật đó. Hai anh á, anh vô ông Trình với ông Diệm ông nói dạ làm việc thì không ai làm bằng Phan Vĩ cả, không cách chi cái người thay Phan Vĩ được, nhưng mà nó có một cái tội là nhớ nó trai gái, mà nói với ông Diệm mà nói chỉ trai gái là chết rồi cô ha. Nói với ông Diệm mà nói chỉ trai gái, ông nói thôi thôi đừng nói nữa, các chú đừng nói nữa đủ rồi, các chú để cho ông làm chứ tiền bây giờ Mỹ viện trợ đây là viện trợ cho cái tên nó, cho cái dinh điền, mà các chú nói nó nản chí nó không làm được cái chết. Ông la ông không cho, thành sao là cái rồi ông cẳng ông tìm cách ông họa tôi lần nữa, tôi mới về rồi tôi mới viết báo rồi đi bán phở rồi như vậy đó. Thưa bác, thì cái sự thành công của bác từ một cái thôn làng nhỏ mà đi vào chính trị, làm việc với những người lớn lao như là Tổng thống Diệm và những người thân cận của ông, thì theo bác là cái lý do gì để khiến bác có cái thành công đó? Có phải là bởi vì cái thanh thế của gia đình bác là Phan Khôi vân vân, hay là bởi vì bác cũng nhờ học vấn nhanh trí, nhờ trời cho một cái trí thông minh, theo bác thì như thế nào? Mà câu hỏi câu nó đúng, nhưng mà nó có như thế này, ngay từ cái phút đầu nó mới xảy ra. Cái khi mà tôi đang ở Quảng Nam, tức là tôi với là 4 người mà 3 anh nữa, mà những anh đó là gớm lắm trong phải vừa, như Lê Đình Duyên cô thấy, ảnh là cố vấn của Dương Văn Minh. Ông Trí Quang đêm qua làm cố vấn cho Dương Văn Minh, anh Lê Đình Duyên, tôi Phan Thiệp, là 4 người làm ngang nhau, đang làm như thế này thì đùng cái ở Huế, ông Phan Văn Giáo là thủ hiến ở Huế, ông đánh điện ông mời tôi ra, đánh trực tỷ đòi tên tôi ra.
Thì khi tôi ra tới, ông yêu cầu tôi đi làm lớn chứ không có ở làm Quảng Nam nữa. Tức là từ đó tôi lên, cái bắt đầu tôi lên rồi, nhưng mà tôi gan lắm, vì tôi có một cái nữa nói thật với con, tôi tin định mệnh một cách tuyệt đối. Tôi ở tù cộng sản như vậy mà cô biết, đến nỗi mà cộng sản nó hỏi tôi cái chữ mà định mệnh đó, đến nỗi mà nó ra nó nói một câu là phải học tập tiến bộ mới về được. Tôi nói không có cái đó. Hắn hỏi tại sao không có. Tôi nói tiến bộ mà thế anh này đứng đây chi, anh Đỗ Công Thành này là phó tỉnh quận trưởng quận Tân Châu, anh tiến bộ có ai tiến bộ bằng đâu mà tại sao anh không về. Rồi hắn hỏi ai cho anh về. Tôi chỉ lên trời tôi nói ông đó, khi nào ông đó biểu về là về, tôi xin ngồi là 5 phút các ông cũng không cho về. Cái tôi nói tôi tin định mệnh như vậy mà con, cho nên không thể, thành ra tôi có cái đặc biệt là như vậy. Thì vì vậy cho nên giả tỷ chưa bao giờ tôi làm đơn tôi xin việc ai con nghe chưa, người ta đưa giấy mời thì tôi, ví dụ đó ông giáo gọi tôi ra rồi sao ông diện cho đi kiếm tôi, tất cả đều cấp lớn họ đi kiếm tôi là vì họ biết rằng cái này chỉ có khó là tôi, mà tôi không hiểu tại sao tôi lanh như vậy con, là vì ân trên cũng xúi cho tôi có những cái chuyện lanh lắm. Ví dụ tôi vừa vô ông Diệm mà tôi chưa đi lên ông Diệm, tôi còn đang ở Sài Gòn, thì ông Bùi Văn Lương là bộ trưởng nội vụ sau này ông bắt tôi đi 3 cái mission, mà cái mission toàn là thứ mà bây giờ kể lại là ngay như chim bao rồi, mà sao tôi lanh như vậy tôi không hiểu nữa. Ví dụ cái mission đầu tiên là về Đà Nẵng để giải quyết một cái số di dân mà mấy ông tỉnh trưởng Quảng Nam ông đưa vô, mà ông đem ông về ông lấy toàn cộng sản vô, thế thì làm sao mà giải tán được, chia cái đám đó ra nó đi nhiều hơn chứ đừng cho nó đi một chỗ. Mà cô biết tôi ngồi trên máy bay tôi suy nghĩ, cái tôi xuống tới tôi tập trung lại, cái tôi đứng lên bàn tôi nói bây giờ tôi thừa lệnh tổng thống vô để về đây để nói chuyện với các anh. Bây giờ tôi hỏi ở đây có ông nào công giáo không, cái hắn đưa tay lên đưa lên một số. Tôi nói công giáo hả, công giáo thì phải không thể đi lên công nguyên được, mà phải đi xuống sông Bé rồi, vì ở đó mới có cha trên kia không có cha. Đứa là ngay mình nói cái chuyện nó có lý quá, đó là đi theo cái chỗ có cha. Vì cái ông công giáo mà cái chỗ không có cha làm sao ông chịu đi được. Rồi cái tôi hỏi rồi còn có anh nào mà ở dưới đò không, ở dưới đò được, cái hẹn đưa lên số nữa. Tôi nói cái số này là phải đi Cà Mau, vì ở dưới nó tuy có 40 đồng một ngày, bên kia 60 đồng, nhưng mà anh xuống Cà Mau là anh rơ chỗ nào cũng có cá anh ăn cả, chứ không cần phải đi làm cực khổ. Thế là tôi chia nó ra lùm 3 lùm 4 nhũng như vậy. Vì hắn đó ông Lương ông nói trời ông lanh, nó tôi lanh không thể tưởng được cách sao mà, nhưng mà cái đầu của mình tính những cái chuyện, cho nên những cái thuyết của trong sử sách hồi xưa, ví dụ hai ba đứa đánh nhau là tôi nói cái việc đầu tiên là không dạy cho mình đánh ba đứa này, mình phải phân để tỷ chia nó ra tìm cách để phân nó ra như vậy đó. Cũng như giả tỷ tôi nói cái chuyện với cộng sản, trước đây tôi có định viết một cái quyển, vì tôi khi mà tôi tụng như vậy tôi biết rằng tương lai Việt Nam nó sẽ đi về đâu, thì khi tôi nghĩ cái chuyện đó thì tôi mới nói cái câu trong đầu tôi là anh cộng sản mà bảo anh giải tán đảng cộng sản thì không có, nhưng ảnh còn mãi cũng không có. Vậy cái không có ha, cái nó không có thì nó sẽ có cái gì? Tức là tôi phải làm ra cái bài toán giải của tôi. Tôi biết rằng anh cộng sản một ngày kia, bữa nay anh Mỹ còn đang che chở cho anh cộng sản là tại vì cái vấn đề Đài Loan, tại vì vấn đề Trung Cộng, chứ đến một ngày kia cái vấn đề này nó giải quyết bằng cách khác thì đâu có phải anh cần gì ôm thằng cộng sản Việt Nam cộng sản như vậy đâu. Thì cái khi mà anh Mỹ thì anh đã không ôm như vậy, thì anh cộng sản dĩ nhiên anh Mỹ sẽ đưa cho anh cộng sản Việt Nam một cái solution, một cái bài toán. Bây giờ anh chỉ cho một con đường là các anh không phải hòa hợp thì bọn nó không chịu hòa hợp đâu, nhưng mà các anh làm sao mà các anh kéo được cái bọn mà ở hải ngoại đi nó chịu về. Giả tỷ như vậy thì có chi đâu cô, giả tỷ như ngay cả bây giờ nó nói chuyện như vậy, nhưng mà có nhiều không về như tôi, suốt đời tôi không bao giờ tôi về, mà đến nỗi hỏi tôi tại sao không về, tôi nói rằng không bao giờ tôi chịu nhục với cộng sản cả, là về bây giờ là hắn làm nhục mình. Chứ còn bắt có một lần cô biết hắn hỏi tôi nói tôi không sợ các anh bắt, có một cái thằng cũng trung ương ủy viên, hắn viết cái thơ hắn mời tôi về chơi, và hắn bảo đảm nè, bọn em bảo đảm với anh là có đi có về,
Tức là anh sợ, tôi sợ ông bắt ra tụi nó không. Tôi không sợ các chú bắt tôi, nhưng tôi sợ các chú chơi chơi cái trò Việt Cộng 45 lắm. Cái hắn Việt Cộng 45 là sao? Tôi nói các anh mời tôi đi ăn, rồi các anh lên trên đài, các anh nói về phân vĩ về đây được đảng mà nhà nước đón tiếp là chết mẹ rồi. Tôi qua bên Mỹ là bọn bọn và tôi nói hắn chửi tôi mà tối mặt ra, tôi đâu có dạy. Thế thì hắn hỏi tôi mới nói, cái ngày mà không có các anh không làm gì được tôi thì cái ngày đó có mặt tôi ở Sài Gòn. À, còn bây giờ các anh về mà các anh bắt tôi phải làm những cái chuyện mà theo ý các anh là không bao giờ tôi về. À, nhưng mà tôi biết cái ngày nó sẽ đến, anh sẽ đến là không phải sao. Cái anh Mỹ này anh có dung dưỡng cái anh Việt Cộng cũng có một giai đoạn nào thôi, chứ không phải ông Mỹ là khi nào cũng vì quyền lợi ông đầu tiên. Cho nên có những anh mà ra nói cái chuyện với cộng với Mỹ, tôi nói các anh chửi cho có lý, anh Mỹ họ vì quyền lợi của họ trước chứ. Họ giờ anh, trong khi các anh thối nát như vậy, họ điên, họ đem người Mỹ qua chết như vậy, cho nên không bao giờ có cái chuyện đó. Thì mình phải hiểu cái chuyện đó, đừng nên trách người Mỹ như thế này. Cái việc đầu tiên mà tôi nói cái chuyện thối nát, cô biết cộng sản thối nát như vậy, Việt Nam Cộng Hòa thối nát như vậy, thì anh cộng sản giờ gì mà anh chết vì miền Nam mình. Như thằng cha tướng quan ở vùng 4, cô biết hắn ra giá hay trời, làm tỉnh trưởng Định Tường là phải 10.000, làm tỉnh trưởng Kiến Hòa là 7.000, làm tỉnh trưởng ở Châu Đốc rồi là 3.000, kiểu như vậy. Thì cái thằng mà sắp đi tỉnh trưởng hắn phải bán là anh nào đi quận trưởng thì cái quận nó nhiều chuyện ý, hắn bán là cho nên thành đang thối đó, mất hết dân là sao vậy. Cho nên khi tôi viết quyển sách này tôi nó mất hết dân rồi, không cách gì cứ vẫn được hết. Và như vậy thưa bác, thì bác kể cho nghe về cái sự tham chính của bác ở miền Nam mà trước năm 1975, thì bác đi làm qua những cái chức vụ gì, và mỗi một chức vụ như vậy bác đã làm những gì? À dạ, trước 75 mà. Dạ. Trước 75 thì cái khi mà đó tôi nói với cô là khi tôi gặp ông Con Bi vui lắm. Dạ. Tôi gặp ông Lansdale, tức là tôi tổ chức cái census event ở Kiến Hòa. Dạ. Rồi sau là cái anh tỉnh trưởng đó anh yêu cầu tôi về Sài Gòn. Tôi về Sài Gòn thì tôi có gặp ông Con Bi. Đầu tiên ông Con Bi ông khôn, hồi đó ông đang làm phó đại sứ. Ông chưa qua làm mặt vờ CIA. Thì ông vô ông hỏi thiệt tôi. Ông nói anh cho tôi biết cái cảm tưởng của anh đối với lại mấy ông cố vấn ở Việt Nam ra sao. Mỗi tỉnh có đường anh cố vấn Mỹ về. Tôi nói dạ thôi xin lỗi ông, cái nó khỏi nói. Vì nó xin lỗi ông, mua cây chuỗi cũng phải có ý kiến của ông cố vấn, chứ đừng nói là tuyển một thằng tùy phái có ý kiến ông cố vấn. Cái ông đứng có xe à. Tôi nói dạ, tôi đâu nên nói láo với ông chi. Thì ông hứa tôi, nói tôi sẽ về, tôi triệu tập một cuộc hội nghị tất cả các cố vấn ở địa phương về, tôi sẽ giáo dục cái chuyện này. Tôi nói với các anh là các anh mới là cố vấn, chứ không phải chúng tôi qua đây, chúng tôi chỉ viện trợ, yểm trợ cho các anh, chứ chúng tôi không phải là cố vấn. Ông Con Bi, ông nói cái câu đó. Hồi đó là ông còn đang làm phó đại sứ, sao ông làm CIA đó cô. Thì ông như vậy. Thì tôi là đến nói cái chuyện mà khi tôi thôi không có làm nữa thì tôi làm cho xây dựng nông thôn. Rồi cái xây dựng nông thôn, vì cái chuyện mà xây dựng nông thôn họ bị tôi, mà tôi mới kể cô nghe hồi nãy chơi đó, tức là tôi đấu với lại ông tướng Hoàng Văn Lạc mà bây giờ đang sống ở Texas á. Ông nói chưa có một người nào nói hay như ông cả, chưa có một người nào nắm vững tình hình miền Nam như ông cả. Nhưng mà tôi không có quyền thay đổi cái gì hết địa vị tôi nói dạ thì thôi. Thế sau tôi cũng nói ông cho ông hỏa hơi tôi thôi, tôi về. Cái ông nói chị anh có thể anh ra ngoài Vũng Tàu anh làm giúp cho Nguyễn Bái làm xây dựng cái trại cán bộ ngoài đó không? Dạ tôi nói không. Nguyễn Bái ha ba ông phụ tá ngoài đó rồi, đông người thúi kích. Dạ ra làm chi? Tôi nói xin lỗi ông thấy các ông xuống cực không làm gì cho tôi bắn phở các ông thấy. Tôi bắn phở mà đến nỗi bạn bè sợ tôi biết cái phở, cái cách nấu phở nữa. Tôi đi ăn thử phở chỗ quán khác để tôi biết tại sao họ khắc đông. Các ông đủ biết là tôi như vậy. Thì bây giờ tôi về tôi không hiếm gì cái nghề tôi làm. Tôi làm phở, tôi nấu ăn, tôi lập vườn. Tôi vô Bà Rịa, tôi lập cái vườn mà cô nhớ là từ Bà Rịa mà đi ra Vũng Tàu hắn có cái bản mà để chữ núi ông Trịnh là của tôi đó. Tôi dựng lên cái núi ông Trịnh đó. À, ở đó tôi mua đất quăng, rồi tôi ủi đất quăng. Tôi định thành lập đất, hồi đó tôi tưởng rằng mình già là mình sống đó, cho tôi đâu có ngờ cộng sản hắn lầm lẹ cái vụ này. Mà lầm lẹ đi, chứ hồi đó tôi nghĩ như vậy. Thành ra sao tôi về cái binh đảng phái.
Đảng phái họ, họ anh tổng bí thư là anh đã lớn lắm, bữa nay anh chết rồi. Anh tới anh năn nỉ tôi, anh nói thôi anh trở về với đảng đi. Anh biết tôi giận anh em quốc dân đảng một thời gian. Anh nói thôi anh trở về. Tôi nói không, tôi không có giận ai cả, bây giờ tôi không có giận ai đâu. Nhưng mà tôi thấy chơi với các anh khó chơi quá, chơi với cộng sản đã khó chơi rồi mà chơi các anh cũng khó chơi nữa. Cái ổng nói không, bây giờ tôi bảo lãnh với anh là anh sẽ bỏ cái ý nghĩ đó. Cái rồi anh rút trong túi ra cái vé máy bay, anh nói bây giờ chúng tôi mua vé máy bay rồi, mời anh về Đà Nẵng để họp để thành lập lại đảng. Hồi đó Nguyễn Cao Kỳ đó là phó tổng thống, cái con Nguyễn Cao Kỳ tới dự cái bữa đó, đó thì trong bữa tiệc đó, trong cái buổi tổ chức các anh mời tôi làm phó, làm tổng ủy viên nghiên quân. Cô biết tổng nghiên quân là lớn lắm, kim cả nghiên cứu và huấn luyện, tôi làm tổng ủy viên cả hai cái tiểu ban đó. Cái này tôi làm cái đó thì cái ngày mà cái chính phủ mà của ông Vũ Văn Mẫu tới dụ tôi, dự tôi đến nỗi mà tôi về Sài Gòn có không đó, à, anh Khoan về Bà Rịa đó, anh ở đây để nếu như có phải thành lập cái chính phủ ba bên thì anh tham gia ý kiến vào, vì biết tôi biết nhân sự của Sài Gòn tôi biết rất kỹ, cho nên anh sẽ tham gia cái này. Cái tôi dạ dạ cho khéo đây mà tôi ra cái tôi dọt tôi lái xe tôi về, vì tôi biết làm gì có chuyện ba bên. Mà thiệt cậu thấy phút chót rồi cái thằng cha Lê Đức Thọ nó gạt được cái thằng thằng đại sứ Pháp, vì hồi nó đại sứ Pháp nó làm trung gian cái việc này, cho nên khi mà nó gạt được đại sứ Pháp rồi thì hắn nói đây hắn đánh thắng chứ đâu có phải là ba bên bốn bên gì, cho nên thành ra ông Trí Quang thua cái chuyện nó bị gạt, cho nên không nói ông Trí Quang là cộng sản, nhưng mà sự thật ra đầu đuôi câu chuyện là vậy. Thế thì tôi nghĩ là bây giờ mà tôi nói thật với coi là mình phải nghĩ trước. Có một lúc tôi nghĩ hồi đầu tôi còn nghĩ cạn, tôi nghĩ cái chuyện mình tiếp thâu cộng sản, nhưng sao tôi nghĩ không có cái chuyện này, không có cái chuyện đó. Nhưng mà có một cái là mình sẽ cộng sản nó biến tướng thành ra một cái tổ chức, một cái ai vì tình hình thế giới rồi nó sẽ, cô thấy từng phút nó thay đổi chứ nó không phải như vậy mãi, thì rồi nó sẽ có một cái lúc mà mình sẽ trở về. Mình sợ trở về đó để mà đó, tôi nói mình là các cô rồi chứ không phải tôi thì giỏi lắm, tôi sống 3 năm nữa tôi chết rồi, nhưng mà tôi nói đấy vậy. Nhưng mà tôi thường hay nói với con cháu tôi là vậy, tôi hay khuyên, ví dụ tôi có thằng cháu ruột tôi là nó làm về lớn ở trong giáo dục ở Long Xuyên, con vợ nó thì dạy ăn lê, vừa rồi con vợ nó có được đi qua tu nghiệp ở bên Anh á, rồi tôi có thường khuyên tôi đó là sống giàu bao nhiêu rồi khi chết cũng không mang tiền theo được, không ngoan chi rồi cũng chết, mà dễ rồi cũng chết, à, có ai sống đời đời đâu, thì làm sao cái tên của mình còn có người ta nói mà người ta không khọt nước miếng, người ta nhổ vào trong cái tên của mình, thì khi nó rồi sống đáng sống như vậy. Còn cho tôi thì tôi rất chuộng cái không phải hư danh đâu cô, nhưng mà bây giờ nếu cô mà cô tới, cô xin lỗi tôi không biết cô ở tôn giáo nào, nhưng mà nếu cô là tôn giáo đạo Phật cô sẽ sợ tôi vô cùng, là vì vừa rồi có hai ông sư ở, một ông ở bên Pháp là ông Minh Tâm mà chủ tịch của Phật giáo ở bên Pháp, với một ông ở Cali mà ông về đây ông lên trên quốc hội mới cách đây độ lưng nửa tháng, ông lên trên quốc hội rồi sao ông xin lại thăm tôi, thì cái anh mà dẫn đi là cái anh Lại Thế Hùng ở bên Pháp á, chủ tịch của cộng đồng bên Pháp, anh gọi điện thoại anh nói là hai hòa thượng muốn đến thăm cụ. Tôi nói à sau bữa trước tôi có hỗn một tí là vì tôi không chịu, nhưng bữa nay thôi được anh cứ đưa lại. Ông lại mà ông thấy cái bộ kinh mà tôi tụng ở đây không có ai dám giật tụng. Tôi tụng bộ kinh 600 quyển là cái bộ kinh đó là bộ dài nhất của đạo Phật. Mà cô biết hồi trước tôi tụng một ngày hai lần, một ngày một lần, tức là một ngày tôi tụng một quyển thôi, có hơn tiếng đồng hồ. Bây giờ tôi tụng sớm hơi sớm, cô biết mặc dầu nhận lời cô như vậy, nhưng mà tôi dậy sớm 4 giờ sáng tôi nấu nước tôi cúng rồi tôi tụng kinh rồi trời đây tôi ngồi nói chuyện với cô về là nghỉ chơi rồi chi 5 giờ rưỡi là tôi tụng lại quyển nữa, tôi tụng bộ kinh đó mà 600 quyển kinh và cái đã Bát Nhã Ba La Mật Đa, cho nên bây giờ tôi biết tu thôi. Nhưng mà có một cái hỏi thì tôi không thể không trả lời như vậy đó, nhưng mà tôi trả lời rồi, muốn nghe nghe, không nghe thôi, là vì có nhiều người trời cứ nó như mấy cái ông mà ở cựu chiến binh rồi cứ nghĩ là ngay phải diệt cộng sản. Cái gì cách sao cái nói tôi nghe thôi, cái gì cách sao mới được chứ. Còn nói trả thù thì không hồi nào trả thù rồi đó, cho nên cái ông này mà tôi hỏi câu nó không, ông Phan Trinh này ông không trả lời ăn rồi mình trả thù qua trả thù lại. Hồi đó cô biết là trang chi Quảng Ngãi đó làm thủ tướng của cộng sản, hắn phải bay về Quảng Ngãi, hắn nó không được giết nữa,
vì viết rồi cứ ăn rồi viết qua viết lại qua hay sao, thành ra không thể được. Như tôi thì tôi đau khổ nhiều, không có người nào mà đau khổ như tôi cả. Mà vì vậy cho nên tôi rất thông cảm cái hoàn cảnh. Đâu tôi có một cái dở là đây, đối với những người mà dưới tôi thì cách chi tôi ở cũng được hết. Nhân viên tôi không cách chi tôi không ở được, nhưng mà với những người trên tôi là phải thông cảm tôi. Không thông cảm là tôi nói xin lỗi, còn tôi nói tiếng Pháp là sạc lê cô son tôi về liền. Tôi không coi ra gì hết, vì tôi không cần. Vì có ông nào chết, nhất là bữa nay mình qua Mỹ, có anh nào mà đói mà chết đâu. Còn thấy homeless nó không chết được, huống chi ở Việt Nam tôi nó không làm sao đói mà chết được. Thành ra tôi không sợ, tôi không sợ đói chết. Tôi là có một cái đặc biệt, tôi không có con trai, cho nên thành ra tôi chỉ có một đứa con gái, có lẽ cỡ tuổi cô, năm nay là 52 tuổi rồi. Nó có cái trường dạy, nó có cái, nó làm hiệu trưởng một cái trường dạy tóc với nail ở gần Fairfax Cycle á. Này có đứa mình nó đó, nhưng mà mỗi buổi sáng thường lệ tôi cúng ở bên nhà tôi rồi tôi qua tôi ngồi tôi dạy nó, dạy cái khôn cái dạy nó, tôi nói cái chuyện khôn chuyện dạy cho nó nghe. Mà khi nó cãi tôi cái là nó hơi giống tôi, họ anh em họ cười là nó con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, là giống ông Mỹ hay cãi. Tôi nói hắn cãi là tôi làm thinh, tôi nói nè, tôi làm thinh, tôi nói thôi con cãi thôi bố không nói nữa. Bác ơi, bác thử tụng vài câu như xem bác tụng như thế nào, một cuốn kinh ấy, bác tụng bác nói là một ngày. Bác tụng vài câu cho cháu nghe được không? Đấy, không, cái bộ kinh đó là bộ kinh già lắm. Còn ví dụ như vừa rồi có cái đa băng mà nó làm chụp hình này câu này, nó tới nó yêu cầu tu tụng, giả tỷ tụng thử thì tôi cũng đánh chuông đánh mỏ, đánh mỏ đánh chuông đánh mỏ. Mà ví dụ giả tỷ như cái câu mở đầu là khai kinh kệ vô thượng thẩm thâm, là cái bà khai kinh kệ này hồi trước bà Từ Hy Thái Hậu ở bên Tàu bà làm ra khai kinh kệ vô thượng thâm thâm vi diệu pháp ba thiên vạn kiếp nan tô ngộ ngã kim kiên văn đắc thọ trì nguyện dạy như lai chân thiệt cá nghĩa. Nó phần lớn là chữ nho cả. Thưa bác, khi mà bác tụng như vậy thì nó đem cái lại cái gì cho bác, cái sự nhất an bình, cái sự can, cái sự yên tĩnh. Nó rất yên tĩnh, mọi cái việc mà hơn thua ở đời nó đều không có phá tôi được, nó không vào trong đầu tôi được. Mà bác là bác hiểu hết những cái chữ nho đó hả bác? Dạ, hiểu hết phần nhiều hết. Tôi hiểu chữ nho. Những câu phần nhiều tôi những hiểu. Cái câu mà bác coi như bác tụng đó là bác hiểu hết ý nghĩa. Hiểu cái hết ý nghĩa. Nhưng mà cô trừ trừ cô tới nhà tôi cô mới thấy không. Phải riêng mà tôi ỷ tôi cho là mình hiểu đâu. Ví dụ giả tỷ như sổ ma tôi rồi tôi ăn rồi tôi vô hiện bây giờ ở dưới ở Cali có cái ông sư mà ổng mới 40 tuổi à. Nhưng mà ổng ở Florida, ổng chở ổng đang xây một cái chùa cắt trắng ở Florida, ổng lên tại Cali, ổng giảng kinh cho người ta rồi họ thâu là ở trong những cái CD đó. Cô rồi ở đây có mấy cái bà biếu tôi, bà biết tôi thì bà biếu tôi thì tôi nghe tất cả những cái kinh, mà những cái kinh đó hồi nào bây giờ tôi không hiểu, tôi không nghĩ, tôi không biết, bây giờ tôi mới nghe. Ví dụ họ nói như thế này, bên đạo Công giáo thì mình nói loài người là tại sao có loài người, rồi có những là Chúa trời sinh ra như vậy. Bên đạo Phật tại sao có loài người, bữa nay tôi mới biết là hắn có một cái thế giới gọi là cái thế giới là cái loài người hồi mới sơ thời mới có loài người ra là như thế nào, là cái đó là những cái kinh của nhà Phật mà mấy ngàn năm về trước họ đã có những cái kinh đó rồi ở bên Ấn Độ họ đem về. Thưa bác, bây giờ trở lại đến công việc hàng coi như trong sinh hoạt thì bác có thể giải thích cho các thế hệ sau là xây dựng nông thôn cái thời đệ nhất Cộng hòa nó là cái cơ quan gì và mục đích nó được lập ra để làm gì và nó có cái kết quả gì không? Đầu tiên hết là tôi nói với cô là cái khi mà người ta đổ ông Diệm rồi, lật ông Diệm thì người ta dẹp tất cả những cái khu trù mặt của ông Diệm đồ để lại, chứ cái đó là cái tai hại. Vì khi họ đã dẹp là họ thả cộng sản ra hết. Chứ còn mỗi cái nó có một cái chính sách, như ví dụ những cái khu trù mặt là hồi xưa là ở bên Malaya nó có cái chính sách mà chống cộng của nó, bên nó làm những cái khu trù mặt đó, nó dùng dân chúng ở vô trong đấy, anh cộng sản không có cách gì phá được. Thì cái đó không kể. Còn cái dinh điền là nó như thế này,
ông Diệm ông nói là câu chuyện đấy có hai người nghe được, là cái anh Tôn Thất Trình với tôi. Là tại vì hồi đó tôi tưởng rằng ông thành lập cái dinh điện này là để mà chống cạp, vì ông nghĩ rằng cộng sản nó sẽ không đánh tại miền Bắc mà đánh qua bên Hải, mà nó sẽ đánh từ Cao Miên đánh qua. Cho nên ông thành lập những cái địa điểm dinh điền như vậy à, để chi, để mà khi mà cộng sản nó có tấn công thì nó phải ghé lại, nó pacifier những cái địa điểm đó rồi, nó bình định những cái địa điểm đó rồi thì nó mới đi lần tới, đủ cho ông kêu cứu cái địa thắt hồng đội vô cứu. Mình nghĩ đơn giản như vậy. Nhưng mà ông đưa ra ngoài thì dân chúng thì ông đưa khác. Ông đưa, ông nói rằng dân miền Trung quá đông mà đất không có, đất cao nguyên quá đẹp, tốt, trụng tốt, cách lạ lùng lắm cô. Mới đi lên, hồi nó có những anh tỉnh trưởng như anh Nguyễn Tăng ở Định Tường rồi, anh đi lên với tôi mà đến nỗi anh thắc mắc là anh không hiểu tại sao đất nó tốt như vậy. Cô trồng bỏ một hột bắp xuống mà nó lên cái cây bắp là có đến cả chục trái như vậy. Nó tốt lắm. Thành ra mà cho nên cái đất ở cao nguyên nó quá tốt mà dân thì không có, thì họ sang sẽ đem đất ở miền dân miền Trung vô để cho chia ra để mà người nào cũng sống được, là mình nghĩ theo hai chính sách. Nhưng mà cái chính cái câu chuyện kia là cái câu chuyện về đối với cộng sản, thì ông Diệm ông có chủ trương đó, ông có chủ trương là để thành lập cho nhiều cái địa điểm như vậy để mà cộng sản nó có qua, nó đã tấn công vô thì cái địa thắt hạm đội ở ngoài kia nó kịp vô nó cứu cái này à, chứ không đến nỗi mà bị mất sớm như vậy. Cho nên nó có cả hai cái, cả về kinh tế mà cả về quân sự chính trị, nó như vậy. Nó có những cái địa điểm dinh điền, rồi nó có những khu trụ mặt đồ là vậy. Rồi nhưng... xây dựng nông thôn thì họ phá hết rồi, họ phải thay vào cái xây dựng nông thôn thì sao? À dạ, cái xây dựng nông thôn là sao, là nó như thế này. Xây dựng nông thôn là họ dùng đó để họ đào tạo một số cán bộ. Cán bộ là anh Nguyễn Bé đó, anh Nguyễn Bé là nguyên anh cũng là cộng sản về. Anh là tiểu đoàn trưởng đồ chi của cộng sản, anh về rồi sau là anh về làm phó tỉnh trưởng Bình Định, rồi sau anh vô anh thành lập cái trại ở ngoài Vũng Tàu đó để đào tạo cán bộ áo đăng. Tôi có cái khi mà ông tướng mà Hoàng Văn Lạc mà bây giờ ở Tây Giác, ông có yêu cầu tôi ra giả ra chơi để ở lại bên bé mấy bữa để tìm hiểu anh bé thử, thì tôi ra tôi thấy là cái anh bé này anh ôm cái mộng khó, anh ôm cái mộng là anh sẽ ra ứng cử và anh ứng cử phó tổng thống. Cái chủ trương của anh gớm vậy, cho nên anh làm những cái brique đó cô, mà anh tặng cho mấy một cán bộ đi học mà anh trù cái bọn mà đi học đó là sao thằng nào cũng làm xã trưởng ấy, thì hồi nãy ra ứng cử phó tổng thống là dễ quá rồi, vì tất cả xã trưởng là của anh. Cái chủ trương của anh ta là chủ trương như vậy, cho nên ông nào cũng có cái chủ trương của ông nó cả. Nhưng mà rồi cái gì rồi cũng số mệnh hay có thế, rồi cuối cùng cũng số mệnh thôi. Ngồi nói chuyện với cô đây, nhưng mà tôi nói chứ mai mốt cô về con ngài nó ông Vĩ cũng chết rồi thì tôi sướng là đã có nói chuyện với cô Giang rồi. Thế là cổ làm được cái quý không làm thôi, kiểu như vậy. Thưa bác, như vậy theo bác là cái xây dựng nông thôn nó có kết quả không? Nó có thành công không? Không, nó thành công chứ. Nhưng mà tại vì người ta làm sai, người ta đánh sai cái đòn. Vì cái hồi xây dựng nông thôn á, mà khi mà lúc đầu nó khác, rồi đến cái hồi ông Nguyễn Đức Thắng, ông vô, cái khi mà ông Hoàng Văn Lạc mà đại diện cho Thủ tướng Trần Văn Hương mà mời tôi xuống á, thì tôi kể cái chuyện hư hỏng trong chính phủ cho mà nghe. Hư hỏng ghê gớm lắm. Là vì, nghĩa là không biết bao nhiêu cái chuyện, từ cái chuyện tiền, chuyện bạc, chuyện danh, mua danh bán tước, rồi đủ chuyện như vậy. Cho nên nó hỏng từ trên xuống dưới, rồi ở dưới đến xuống ở dưới nữa nó hư nữa. Những cái đa số là nó những cái thằng trốn lính, trốn đi quân dịch thì nó vô cán bộ xây dựng nông thôn, cái kiểu như vậy nó hư lặng lặng. Chứ sự thật là cái chủ trương lúc đầu rất hay, hay lắm chứ không phải dở đâu. Cho nên hầu nữa tôi có cái cặp visit của tôi là tôi đề expert writer relay expert writer, tức là chuyên viên về nông thôn. Mà nói đến nông thôn thì có lẽ ít người rành như tôi, là vì tôi ở tỉnh nào tôi có ở cả, mà những cái tỉnh mà cộng sản nhiều là tôi có ở. Ví dụ như cộng sản mà Bến Tre là cô thấy dễ sợ không, mà tôi ở Bến Tre mấy năm rồi. Cộng sản Quảng Ngãi hồi nãy anh bạn tôi là Bùi Hoành á, bác sĩ Bùi Hoành là tỉnh trưởng Quảng Ngãi, rồi tôi là dân Quảng Nam,
là cái như vậy. Thành cái những cái chuyện đó nó tôi rất hiểu, tôi đi rất nhiều cái chỗ nào làm được tôi biết, mà chỗ nào, nhưng mà có ổng có nhiều hồi ổng làm những cái chuyện khôi hài lắm. Ví dụ ông Nguyễn Đức Thắng, ổng có trong sạch thiệt, nhưng ổng muốn biết người ta phải thấy cái trong sạch của ổng. Ví dụ như bà vợ ổng mà không bao giờ ổng cho bà vợ ổng đi họp đâu, ổng nói đi vô đó để áp phe chứ họp gì, cái kiểu như vậy. Rồi còn một lần ổng đi lên Bình Dương thì ổng lặn cái cặp táp ở trong đó, ổng có hơi ổ bánh mì thịt. Thế là trưa là mấy ông tỉnh trưởng đi với ổng, là ông tỉnh trưởng cho nên làm tiệc đã, còn ổng ổng lôi thôi ổ bánh mì thịt ổng ra ổng ngồi gốc cây ổng ăn. Thì ổng ổng không ăn đồ của ông tỉnh trưởng lại, ổng nói bài trong tỉnh trưởng thâm nhũng. Mà tôi nói thằng cha tỉnh trưởng nó thâm nhũng không phải vì cái chuyện dọn bữa tiệc mà thâm nhũng đâu, hắn thâm nhũng là khó. Nhưng mà có nhiều hồi có không có một cái là mà không ai dám nói sự thật, không ai dám nói sự thật. Ví dụ xin lỗi cô như thế này, hồi nó giả tỷ như ông Diệm, ông lên vùng cao nguyên, một lần ông lên là ông yêu cầu phải kiếm được tôi ngồi vô để ông có cái gì ông hỏi, ông có cái gì không nói qua nghe thử. Thế thì tôi là cái thằng hay nói thiệt, cái bữa nó ông kêu tôi vô, tôi mới đi tới cửa thì cái anh Trần Lê Quang là anh bộ trưởng canh nông, anh chặn tôi là anh nói ở đây anh em có bàn hết rồi thì thôi ông vô đó, tổng thống có hỏi ông cũng nói xui với anh em cho nó cho ha. À, anh biểu nói theo anh. Cái tôi có biết cái chứ không, tôi dạ. Cái tôi vô thì tôi ngồi đây, ông Diệm biểu tôi ngồi đó, tôi ngồi thì tôi ngó cái màn đây cô biết không, thì ông Diệm không biết tôi lăn, tôi ngó thì còn thằng nào ở đây không, mà anh mày lăn mày ngu đi chứ cô thang. Cái nó ngu là như tôi nói với cô hồi nãy, cái tôi ông kêu cho bằng là cái thằng cha đại quý mà chuyên môn lấy áo quần cho ông nó bằng qua bên kia lấy đồ cho tôi thay. Thế là bằng đi đâu thì tôi nói là hết người đâu thì tôi nói chứ gì. Tôi nói dạ mấy ổng không dám nói thiệt với tổng thống đó. Chứ còn ở đây là Miên này, là Miên đang chống mình này, rồi cộng sản biết bao nhiêu này, mà trừ ổng đùa là đêm có ông tổng thống đi thẳng lên cao nguyên bằng máy bay, không có đi đường bộ. À, là vì các ông biết đi đường bộ có ông cực đó, anh tỉnh trưởng cực. Thì anh đi rồi, cái tôi nói chặt ông Diệm ông kêu ông la. Ông la mấy anh đó thì mấy anh đó, thằng Mỹ nói cho nó nữa kiểu vậy đó. Cho nên ra làm việc những cái nó cái tắc tích nhỏ nhỏ như vậy mà nó rất khó của mình. Cái ông mà làm lớn cũng đã khó rồi, ông phải làm sao mà ông dạy mấy thằng kia đừng cho mấy thằng kia biết là cái này thằng Mỹ nó, chứ còn nữa là hát thù tôi có quý gì đâu. Nhưng mà ở đời tôi thì tôi tin định mệnh, trở lại là cũng chữ định mệnh. Thưa bác, nãy bác nói rất nhiều đến vấn đề thối nát của mấy ông tướng và một số quan chức của miền Nam. Bác có nhắc đến ông tướng Quang là ở vùng 4, ông nói rằng cái lên tỉnh trưởng phải giá bao nhiêu, phó tỉnh trưởng phải giá bao nhiêu, vân vân. Thưa bác biết thêm gì về những chuyện đó? Vậy là ông Quang là một trong những người coi như là tướng hối lộ nhiều nhất à bác? Hối lộ số 1, anh là tướng mà anh là coi như là anh là cái chức ảnh lớn lắm, là cái gì là về bên cố vấn chính trị phụ tổng thống, nhân vật số 2 của Việt Nam Cộng Hòa, nhân vật số 2 của Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà tại sao cô biết ví dụ nhân vật số 2 nó có cái gì, khi mà có những cái thằng quận trưởng ở dưới á, nó cũng hối lộ với ông Quang nó mới được đi như vậy. Thầy thằng đó tuy vậy chứ mà anh vô thằng nó tới cái tỉnh là thằng đó là tơ mắt của anh ở cái tỉnh đó, anh tỉnh trưởng ở đó lôi thôi là thằng nó báo cáo về ông Quang là cũng chết trong phải vừa đâu. Nó cái kiểu như vậy đó. Hồi trước có cái thằng tỉnh trưởng chia thằng quận trưởng chi mà ở Bến Tre đây, mà bỗng nói tôi là thằng đó là người của ông Quang. Mà tôi sầu nó tôi mới ở tù ra, cô tôi không có ngán, tôi ở tù tôi nói là không đi ở tù lại tôi cũng coi vậy thôi, tôi chẳng cần, tôi không con trạng chứ. Mà có người nói là ông Quang cũng có dính líu đến buôn bán ác phiền. Cái đó thì đủ rồi, cái đó cô biết tới đây rất là khá rồi, đủ thứ hết trơn. Cái vụ mà những quà hụ, những tất cả những chuyện buôn bán rồi như vậy là chuyện trong năm, còn ngồi trung thì chuyện ngồi trung thì ví dụ như những cái chuyện mà những buôn quế ở Quảng Ngãi của ông Cẳng rồi là tôi biết hết những cái chuyện đó coi. Nhưng mà nói cho đúng anh Cẳng anh bị bán rồi, nhưng mà tôi nói thật ra là anh Cẳng anh không thôi khôn khéo, nhưng mà anh còn biết sợ, nhưng mà cuối cùng anh cũng bị bán đi, chứ thật ra anh còn biết sợ. Có những thằng cha thì bây giờ phay phay nó sống đâu nó có biết sợ kỹ gì đâu cô.
Và bác nghĩ là ông ta có dính vào thuốc phiện không, ông Quang? À? Ông Trung tướng Quang, ông có đủ dính vào buôn bán thuốc phiện không? À, cái người ta đồn có nhưng mà tôi không không nghe kể. Tôi chỉ nghe cái đúng cô nó cái nó có cái ma túy, buôn bán ma túy rồi. Mà người ta đồn đấy chứ bác không thấy tận mắt. Tôi không phải thấy tận mắt nhưng mà tôi không nghe đứa nào nó kể tận tai tôi. Tôi người ta đồn với nhà thôi. Nhưng mà tất cả những cái chuyện nó có hay không? Những cái chuyện mà hồi nó đủ cách nó tính ra cách làm tiền nhưng mà không bằng cộng sản bây giờ. Tại sao cộng sản bây giờ nó tham nhũng như vậy? Là vì nó bằng 10 bằng trăm mình hồi xưa. Nhưng mà không ai hết là vì nó đóng góp. Ví dụ nó lấy mình viện trợ qua nó 100 triệu thì nó lấy ra 50 triệu, nó bỏ vô cái đó thì 50 triệu nó cái thằng cá nhân nó lấy 20 triệu còn 30 triệu bỏ vô đoạn, tức là hắn bỏ cái đoạn, cho nên đoạn không bao giờ hại hắn là tại này không bao giờ. Cho nên cái thằng cộng sản Việt Nam bây giờ nó khéo ở chỗ đó, nó làm cái chuyện đó mà khó trị đó, chứ không phải dễ. Sở dĩ tôi nói với cô là tại vì tôi mạnh nó lắm, là khi mà cô đọc những quyển sách của tôi cô mới thấy. Sở dĩ cái hồi mà tôi còn tôi khi tôi thôi làm quận trưởng, mà hồi nó quận trưởng là lớn lắm, cho cô đừng tưởng lớn lắm, mà tôi thôi làm quận trưởng rồi 7 ngày sau là tôi không còn mấy chục bạc trong túi để đi ăn bún nữa. Đấy nỗi mà cái ông gia tôi ông bảo bà vợ tôi, hồi nó bà vợ còn nhỏ, bà ông nói không có tiền đâu nghe, nhớ rủ đi ăn bún với, chứ không có tiền tao biết, nói về hết tiền rồi tôi thôi không làm. Đến nỗi cái khi mà nó đá tôi khỏi dinh điền, ông Cẩn ông đưa một cái thằng nó vô làm thanh tra để nó kiểm soát tôi, nó kiểm soát tôi, nó kêu đầu tiên hết, nó kêu cái thằng mà cung cấp về bút chỉ văn phòng, thằng nó kêu cái thằng nó lên thằng Thao tháng hổ, mà thằng nó nói câu nó dạ ông cứ điều tra, nếu ông Mỹ có thông đồng với tôi mà ăn một trăm là tôi chịu tù tháng, không bảo đảm cho tôi như vậy, nghĩa là không bao giờ tôi có cái chuyện là vì ngay cả từ khi còn nhỏ chưa làm quận trưởng tôi đã có những cái lối như vậy, tôi chống vì cái mấy cái thằng mà xã trưởng cô biết hắn ép bức thằng dân để mà hắn tóm miệng tóm hầu mấy thằng dân hết, mình làm thằng quận trưởng mình phải hiểu những cái chuyện đó mình mới dân nó mới nhờ được, chứ không thì chết không có làm sao được hết. Bác nghĩ là cái hồi xưa các ông ấy làm mà ăn hối lộ có hệ thống như tù cộng sản bây giờ, như cộng sản bây giờ như bác nói đó là... Dạ không, nói thật ra mình làm hối lộ hồi xưa là vậy chứ không có hệ thống như cộng sản bây giờ đâu. Mà cộng sản nó làm khó trị nó là tại như tôi mới kể cô nghe, hắn có lấy hắn lụm hết 100 triệu nó đâu. Hắn bỏ vô đoạn hết 50 triệu rồi. Hệ thống kiểu như là ăn người ở dưới ăn rồi phải đưa tiền lên người trên. Dạ đó. Người trên là đưa lên tiền người trên nữa, dạ. Có không bác? Dạ đó, hắn như vậy đó. Hắn nghe cái thằng Tây Nhan rồi. Là cho nên trừ có chuyện chi là hắn lấy cái dù cũng che. Anh trai cho tụi nó. Tức là miền Nam thì hồi xưa không có như vậy. Dạ không, không có. Không có cái chuyện đó. Dạ. Thưa bác thì bác làm việc dưới thời hai vị tổng thống nền đệ nhất Cộng hòa là không, tôi làm việc có hồi trước ông Diệm về thì tôi đã làm thời kỳ phong văn giáo rồi. Dạ. Tức hồi còn tay rồi ông Diệm về tôi làm, ông Diệm có 3 năm. Dạ. 3 năm thôi là tôi không làm nữa, tôi ra luôn. Dạ. Rồi có ông Thiệu bác có làm việc không? Không, dạ ông Thiệu tôi không làm với ông. Nhưng mà tôi làm chuyên viên chỉ đạo, tôi ăn lương của Mỹ. Dạ, vì cái khi tôi ở dưới Kiến Hòa thì Mỹ cái anh làm mà cái tổ chức của ông Lansdale đó thì có cái ông cố vấn tên là ông chiên tôi quên tên, ông cho tôi được hưởng một tháng 12.000 rồi. Thành ra tôi ăn cái lương đó, cho nên khi tôi lên Kiến Hòa lên tới Sài Gòn này là ngay như anh Nguyễn Đình Quy mà anh không làm nữa là tại vì lương anh ít quá, vì ông Nguyễn Tôn Hoàng ông lên làm phó thủ tướng như vậy, ông có tổ chức cái loại cán bộ thì ổng trả cho đâu có 8.000 hay, cho nên khi nó anh Quy với một số người nữa họ không làm là vì có 8.000 không đủ sống. Rồi cái si anh Châu, Trần Ngọc Châu anh mới kêu tôi nó thôi chị anh vô anh thấy anh Quy đi, anh này sẵn cái trấn này anh ăn cái lương của viện trợ Mỹ 12.000 thì họ cứ trả anh như vậy. 12.000 đồng Việt Nam hả bác? Dạ 12.000 đồng Việt Nam. À Việt Nam. Là lúc đó có dễ sống không? Ồ lương sống lắm chứ. Dạ. Cô nói rồi trời cô, lúc đó mà cô biết ví dụ như gia tỷ gì, đó đó mới con cái thằng cha mà ở dưới Cali mà hắn xuống kẻ mà tôi trả lương hắn 300 đó. Dạ. Mà hắn vô lòng tôi trả 300 mà hắn nói trời ơi, vô mà mở cái phong bì ra lấy ba thấy 300 bạc là tối cả mặt cả mày. Dạ vâng. Dạ bây giờ cháu hỏi bác là bác so sánh giữa ông Thiệu với ông Diệm thì bác thấy ông nào tốt hơn hay là sao? Ông Diệm rất tốt. Ông Diệm cô không thể nói những cái chuyện bây giờ tôi là người Phật giáo.
mà Phật giáo rất chống ông Diệm, ông Diệm. Cô thấy, nhưng tôi vẫn nói rằng ông trời họ có ghét tôi ghét, nhưng tôi nói ông Diệm rất tốt, ông Diệm rất tốt, ông tốt nhiều chuyện lắm. Ví dụ những cái chuyện chi mà mình có tính cách mà mình nọt nội dân ở dưới, ví dụ như thế này, có cái bữa nữa tôi nói với ông Cao riêng bị ông cự liền. Tôi nói dạ thưa cụ, dân này mới ở ngoài Trung nó vô, cụ để cho nó lên ở đồ xong xuôi là rồi cụ rủ tới cụ tham, chứ mới vô mà cụ tới cụ tham liền là nó tưởng là nó quan trọng, là địa phương họ khó làm việc đó. Ông nói không được ạ, chú nói câu đó là trật á, sai á. Vì nó có quyền nghĩ vậy, mình có bổn phận mình phải thương dân, chứ mình không thể nói câu nữa được. Ông cự tôi câu đó liền. À, là cái đó, cái thứ hai là thật là bà Nhu với ông Cẩn là hai cái người mà chuyện tham nhũng là do từ hai cái cửa đó mà ra. Rồi cô thấy chứ sự thật ra không có như thời kỳ anh Thiệu này, anh thời kỳ anh Thiệu này, nói xin lỗi cô, ông Quang đã không kể rồi, mà tôi nói với cô là cũng như bữa nó mà hắn đọc bà cái bà trên đà mà tôi ngồi tôi cười, hắn nói là suốt 9 năm trường ông tổng thống chưa hề biết chữ vui là gì. Cái tôi ngồi tôi cười bỗng hỏi ta sao cậu cười, tôi nói thằng nó mặn lạ tôi hỏi anh có biết bà Siệt Nốt ở Vũng Tàu không? Tôi hỏi câu nó là anh căng thẳng liền, bà Siệt Nốt mà hầu nó ông Thiệu ông lấy bà Siệt Nốt để là cái thằng con nó giống như cắt nó mặt ông mà bỏ qua vậy đó cô. Mà có là có người con thiệt dạ rồi. Có thằng con hồi nó là lớn rồi, hồi nó là độ 8-9 tuổi rồi. Mà tại vì tôi chơi với là cái ông đề đốc Trần Văn Chân. Rồi ông bố của ông đề đốc Trần Văn Chân với tôi là thân lắm. Cái là cụ Ninh thì cái thằng đó hắn không biết gia đình hắn chạy vô bố mời ổng cái gì, hắn chạy vô bằng tay hắn bố ổng xe lẻ ngồi hắn chạy vô cái ổng đó ông quận ổng hai cái tôi ông quận thấy thằng nhỏ nó giống mà cái tôi nó tôi thấy giống mà lạ quá ông nó giống Thiệu như đúc không cái ổng cười luôn là con Thiệu với bà Siệt Nốt á. Bà Siệt Nốt là ai hả bà? Siệt Nốt là hồi trước có cái tiệm nhảy đi làm ở Vũng Tàu, cái ba lớn lắm ở Vũng Tàu đó cô. Ôi, dạ vâng. Dạ. Thưa bác thì ông còn ông Thiệu thì... đó là chưa kể, ông có những cái cho nên sao là bà vợ ông Tướng Phú mà chửi về cái tội là khi hối lộ rồi không kể mà còn cái nợ mà sao trả tiền hụi chết nữa, mỗi tháng phải đóng tiền hụi chết nữa chứ đâu phải bà Tướng Phú bà giận quá mà bà chửi tao đó. Đóng hụi chết cho bà tổng thống hả sao mỗi một tháng phải đóng cho bà bao nhiêu tiền? Dạ không hiểu nhưng mình nói như vậy đó. Ồ, dạ vâng. À, thưa bác thành những nhiều người ta cũng nói nhiều về ông Cẩn, nói ông cũng hối lộ cũng tiếm quyền tùm lum hết rồi. Yeah. Bác nghĩ là ông có đáng chết không? Không, ông Cẩn á, yeah, cái chữ mà ông sao là ông bị xung quanh ông á. Yeah. Xung quanh ông cái đó mà Cẩn thằng nó tăng ông lên, nó kêu ông là tối cao cố vấn hệ ngọ, quốc nội và hệ ngọ. Yeah. Rồi ông tự nhiên ông thấy ông quan trọng. Ông ấy, chứ sự thật hồi lúc đầu ông ở dễ thương lắm cô, không có đến nỗi. Ông kêu cái gì ông hỏi mình, ý yeah kiến của mình cứ đưa ra, chứ không phải như vậy. À, giả tỷ như vậy, nhưng mà sao lại được xung quanh ông, sau 3 năm là cái thời gian mà bắt đầu tôi bỏ, tôi không làm đó nữa, tôi không liên lạc với ông Cẩn nè, tôi không ra liên lạc ông Cẩn nè. Nhưng mà ông cũng có tốt là đến nỗi mà cái anh tỉnh trưởng Quảng Nam là anh Hà Thúc Luyện đó, họ nói ông tại sao rất tội ông tỉnh trưởng không bắt ông Vĩ, ông nội tôi không dám bắt nữa, không có lệnh ở Quế sức máy rời vô cái ông chém luôn đó, thành ra như vậy ông Cẩn có hai lệnh mới làm được. Mà ông Cẩn thì ông không cho bắt tôi. Không cho bắt. Nhưng mà một phần cũng do tôi nữa. Hồi đó tôi từ Sài Gòn tôi bay về là tôi thách bọn nó bắt tôi đi. Tôi nói các anh bắt đi. Các anh bắt rồi các anh thấy hậu quả như thế nào. Cái hắn cho thằng công an là hỏi cái gì mà anh thách đố dữ vậy. Tôi nói tao ổng biểu tao giết cộng sản chỗ nào mình nói láo về cô biết không. Ổng biểu tao giết cộng sản tao chung chỗ nào tao chỉ hết. Rồi Ủy hội Quốc tế nó vô nó chỉ ổng giải quyết ổng trả lời đó nó kiểu như vậy. Mà đâu có phải mượn nó đi giết người ta mà không cho nó ăn đâu. À. Bác hồi đó bác làm cho với ông Lansdale rồi bác cũng làm việc với ông Cosby. Có ai gọi bác là CIA không á? À, họ nghĩ rằng cái tổ chức nó là CIA. Dạ. Họ nghĩ rằng cái tổ chức mà Census Surveillance là của CIA. Vì cái tổ chức nó hay như thế này con. Dạ. Ví dụ một cái xã mà nó chia ra từng khu, rồi nó từng nhóm, mà một người cán bộ của mình đưa xuống chỉ được có 500 gia đình thôi. 500 gia đình, thì trong 500 gia đình, người cán bộ
thay phiên với nhau có quyển sổ. Mỗi ngày như vậy là có bao nhiêu người đến gặp anh cán bộ đó. Mà vô thì cán bộ nó hỏi ba câu. Câu thứ nhất là anh hỏi gia đình có bình yên mạnh khỏe không. Thứ nhì là anh hỏi hàng xóm có ai thấy cái điều gì mà oan ức không. Thứ ba là có thấy cộng sản đồ chi không. Đó là hắn ghi vô trong đây. Rồi hắn báo cáo về cho ở trên quận đưa về tôi. Hồi nói tôi ở tỉnh. Thế thì những cái như vậy nó khui ra những cái tổ chức của cộng sản. Khui ra những cái mà bằng cách là đúng là CIA. Tức là nó không mua tin. Nhưng mà đến nỗi sao anh tỉnh trưởng đó, anh dỗ vậy. Có cái thằng dân nó tố cáo là cái ông thiếu quý nè, ông lấy tôn nó đem về phát cho dân, ông đem ông lấy tôn ông ăn, ông bán mang. Thế thì anh tỉnh trưởng anh im lặng, anh kêu ông thiếu quý nữa lên, anh la rồi cái anh bỏ tiền anh mua tôn ông trả lại cho ông ta. Lòng anh giải quyết bằng cách im lặng thì dân nó mê lắm, dân nó mê vô cùng. Mà cái anh tỉnh trưởng để tôi kể là nói các cô biết, cô có biết tình hình nhiều, cô biết ông tỉnh trưởng nó là ông Trần Ngọc Châu mà sao ông chọa với ông Thiệu đó. Cái vụ mà ảnh làm tổng thư ký của Quốc hội rồi ông Thiệu cho người bắt Trần Ngọc Châu đó. Mà anh Trần Ngọc Châu nó sở dĩ tôi con hầu nó tôi viết cái quyển Cẩm Nang Hành Chánh đó, tôi in ra thì hầu nó tôi mới lấy bà vợ nó, tôi ở tù về vợ tôi lấy chồng rồi tôi mới lấy bà nó, thì tôi biểu bà đi bán. Nhưng mà tôi bài bà là xuống tới đưa một cái giấy mình vô gặp tỉnh trưởng, xin gặp tỉnh trưởng, là nói rằng tôi là vợ Phan Vĩ đến xin gặp tỉnh trưởng để giới thiệu quyển sách của nông thôn. Thế thì anh mời vô liền. Cái bọn tỉnh trưởng nó sợ lắm, nó sợ mấy nhà văn của nông thôn, là vì nó nói cái nhà bể ôm như không coi không. Vô thì giới thiệu rồi đồng hoàng cái anh mua bao nhiêu đó mua. Còn khi bà vợ tôi bà vô gặp anh tỉnh trưởng Bến Trang, cái anh mừng quá. Anh nói, ôi trời, anh Vĩ còn sống mà, chứ tôi tưởng anh chết cho qué rồi chứ. Bây giờ tôi không ngờ, thôi chị cứ bỏ hết sách ra đi. Chị về, chị làm ơn chị mời dùm anh Vĩ xuống tôi thế. Vì tôi có nhận cái lệnh làm cái việc này, mà tôi kiếm không người làm được hết. Không có người nào làm. Lâu nay tôi phải đưa cho thằng cha đỡ quý trưởng ban ai nó làm. Bây giờ mời xuống, ngày hôm sau bà về tới nhà bà cởi áo, bà bắt bà nó rồi. Bữa nay trúng phè rồi, trúng mánh rồi. Cái bà kể thế này, ngày mai tôi xuống. Mà anh đón tôi, anh cho người ra đón tôi một bên Phà Rạch Miễu về. Anh kể cái tôi nghe, tôi nói đúng, phải tổ chức như vậy. Mình không thể mua tin bằng tiền, mà mình phải làm người dân chúng họ thỏa mãn những cái chuyện đó, họ sẽ cung cấp mình tin tức đó. Thì cái hồi đó, từ đó cái xây dựng nông thôn nó đưa cái nó vô. Nhưng mà hồi cha kỳ nó lên nó bắt ông Thiệu xuống tôi thuyết trình cho ông nghe, ông mê cô. Hầu nó ông chưa làm tổng thống, ông cũng làm chủ tịch ủy ban lãnh đạo quốc gia thôi. Nhưng mà ông Thiệu chịu lắm. Nhưng bữa sau về anh Kỳ anh lên làm thủ tướng, anh dẹp cái đó đi. Tức là xây dựng nông thôn bị dẹp vào thời ông Kỳ làm làm coi như là ông là ông làm chủ tịch ủy ban ông làm pháp tức là thủ tướng đó. Thủ tướng, dạ vâng. Thưa bác thì bác như vậy trong cái thời mà trước 75 mà bác đi tù bao nhiêu lần? Dạ tôi là đi tù 7 lần cả hai. Dạ. Lần thứ nhất là tôi ở tù cộng sản năm 1945. Coi thế nè, hầu nó tôi đại diện cho quốc dân đảng mà tôi mới 24 tuổi coi, một trẻ mang như vậy, tôi gan lì lắm. Tôi bác cũng bị mà hầu nó mới nhớ gia đình nó còn nhỏ mà. Tôi bị tù lần thứ nhất, qua cái tôi bị Tây Bắc. Tôi bữa nay tôi đi tản cư, mà tôi bảo tản cư lên cái núi đó, thì Tây nó đi hành quân. Cái sáng ngày cái nó bắn đùng đùng thì tôi đưa giang tay lên. Còn cái thằng mà ốp dở cho tôi đi tòa án á, bị đưa đi tòa án, hắn giọt cũng chạy. Thì tay nó lại nó đem tôi về hỏi anh làm gì cho cộng sản. Tôi nói không, các ông đừng hỏi tôi câu nữa, nhưng mà các ông chỉ biết tôi mới ở tù cộng sản ra, bây giờ tôi có ở thì ở tù các ông được không. Thế thì hắn hỏi xong rồi cái mời yêu cầu tôi làm thông ngôn cho nó. Tôi ngồi tôi tính chạp, tôi nói chuyện mình về cũng không sống nổi với cộng sản. Mà tôi cũng chẳng biết thông ngôn rồi mình làm những cái gì nữa. Nhưng ok, thế tôi nhận lời, tôi yes. Cái bắt đầu tôi ở là tôi làm. Là làm với tụi tay. Tôi làm như vậy mà tôi lanh lắm cô. Thành nó có những cái mà tay nó sợ tôi luôn. Nó chỉ có 8 ngày là nó gắn tôi lên sạc răng rồi. Rồi sao nó đưa tôi lên sạc răng xếp. Cuối cùng của tôi là sạc răng xếp đó. Mà hồi nó cô biết mà ngay như ông Thiệu mấy ông đây là mới carbon xếp nhưng rồi như vậy. Cho nên cái khi mới thành lập cái việc binh đoàn là ông Nguyễn Ngọc Lễ là đại quý. Anh Trần Nguyên An là trung úy đưa tôi ra yêu cầu tôi làm thượng sĩ bài vàng mà tôi không có làm. Là tại vì Nguyễn Văn An anh nói một câu sắc quá thành tôi không làm, tôi bảo tôi về.
Sau thằng cha thằng lắng rồi thì vì vậy tôi ở tù Pháp hai lần. Một lần tôi đó cái đêm đó tôi bị tù rồi ha. Sau là tôi đơn lòng cho tay thì cộng sản nó ly gián bằng cách là nó viết một cái thơ như là kiểu tôi liên lạc với cộng sản để gửi gắm gia đình. Cái ông biểu xuống ngủ cái nhà ông linh mục đó, cái con mẹ nó ngủ rớt cái thơ ra thì ông linh mục cũng lượm được cái thơ ông đưa cho tay. Ông đưa tay đưa cái bắt ra ngoài từ ngoài Đồng Hà Cam Lộ mà dở tôi về con. Dở tôi về, cái về tới đó thằng Thông Công kêu tôi lên hỏi anh có liên lạc với cộng sản để cứu gia đình anh không. Cái tôi là tôi học cái thuật của ông bác tôi là thường như thế này, không bao giờ tôi trả lời liền, tôi hỏi lại liền. Tôi hỏi lại, tôi kể với cộng sản là chuyên môn hỏi cộng sản. Cái tôi hỏi lại tôi vậy thì ông nói vậy thì gia đình tôi bây giờ ở đâu? Cái hắn giật mình, gia đình anh ở đâu? Tôi nói gia đình tôi còn ở tù cộng sản, nếu tôi muốn cứu gia đình tôi phải ở lại đây cho tới tôi bỏ tôi đi Quảng Trị chứ vậy. Cái hắn ngày có lý, cái sao là hắn rồi giá hắn trả tôi ra Quảng Trị. Tôi làm nhưng mà sao, tại vì tôi mới kể cho cô ngay là cái chuyện tôi chống cái chuyện tra khảo tù nó đó, mà cái bọn đồng nghiệp với tôi hắn chống tôi, hắn nói tôi thân cận. Và cuối cùng tôi bị cái hồ sơ đó, cho nên tôi ra khỏi cộng làm thông ngôn Pháp, tôi ra khỏi năm 1951. Tôi ra khỏi đó rồi tôi thi Đà Lạt, tôi thi rất, tôi dốt toán lắm, tôi thi rất, nhưng mà tôi ở lại đó. Tôi hồi đó tôi có bà vợ người Tàu đó, sau bà chết vì cộng sản giết đó, thì cái cứ đi buôn ra tôi sống là tôi thi khóa thứ 6, khóa thứ 5 tôi thi rất, khóa thứ 6 tôi thi đậu. Nhưng vừa thi đậu là mà tôi cái ở tỉnh trưởng Quảng Nam mời tôi về, rồi tôi hỏi cô mình về mình đi học cái gần 2-3 năm mà lương có 2.300 bậc, còn bây giờ đi về liền lấy 6.000 bậc thấp khỏe ru cô thấy. Thành ra tôi đi về bên chính phủ Việt Nam tôi không có làm tay nữa, tức là tôi ở tù Tây hai lần anh ạ. Qua tôi về tới thì ở tù ông Diệm 3 năm vụ động chính hụt ông Diệm á, thì đem tôi về nhốt ở Măng Cá Huế. Tôi thì tôi tưởng rằng đem về đó giao cho ông Cảnh, nhưng mà không phải, 3 năm đó rồi cái ông Diệm đổ thì phải thả tôi về rồi cái hồi đó ông Hồng Thiệu mới lôi tôi ra, hắn xử tôi hai cái vụ về hầu Vinh Điền kia, nhưng mà không có tội gì hết, là tôi ở tù ông Thiệu hai lần. Rồi lần cuối cùng thì cộng sản ra ngoài Bắc, hắn đẩy tôi ra ngoài Bắc, tôi ở 13 năm Hà Nam Ninh, hồi đầu tiên tôi ở Nam Hà, mà tôi mới bước tới cô biết, vừa bước xuống có mấy ngày là một cái thằng cán bộ ở Hà Nội nó vô nó coi hồ sơ rồi nó hỏi tôi một câu rằng anh ở tù nhiều quá ha, chắc anh biết hết ha. Cái tôi nói dạ có biết khỉ gì, cái nào dúng cái nào đâu biết. Cái hắn hỏi vì hồi trước một anh Đề Lon nó khóc, mà bây giờ cái ông Qua Lo nó khóc, làm sao giống nhau được. Cái hắn hỏi thế bây giờ anh có thể cho tôi biết kia theo anh thì cái chính sách mà cải tạo đi nó như thế nào. Cái tôi bận miệng tôi cười bây giờ cán bộ không có cải tạo đâu, cán bộ cái này là trả thù chơi bỏ gắt thôi. Cái hắn đập bọn nó, tại sao anh nói tôi câu đó. Tôi nói tôi hỏi ông ở cải tạo sao được, mà ta hút thuốc xa lên, ta uống whisky mà 20 năm, bây giờ các ông bắt ta ăn rau muống mà làm ra các ông cải tạo ta được. Cái thành ra tôi chống cái chuyện đó. Sao là cái cô biết là mới vô đụng đầu cái đó, sao là cái tôi cô mà qua quyển sách này cô thấy không thằng nào gan như tôi vậy. Tôi tịnh khẩu 6 tháng 8 ngày tôi không nói, còn không nói một câu nào nữa. Rồi tôi đấu tranh chống lao động mà cuối cùng tôi không hiểu tại sao nó không giết tôi. Cho nên cái hôm mà tôi đi bên Pháp á, cái anh mà đỡ tá tỉnh bên á, tôi ngủ nhà anh nói tôi không hiểu tại sao hồi nó cộng sản nó không giết anh nè, mà nó thả anh về để cho bây giờ coi như anh là thả cọp về rừng. Tôi nói tôi đầu tiên hết tôi trả lời anh là định số mạng. Số mạng là đầu tiên. Cái thứ nhì là tôi nghĩ trong cộng sản hắn cũng có một thằng nào nó mân ân tôi, rồi nó không bảo lãnh được tôi, nhưng mà nó gửi gắm cho nên tụi nó không giết tôi được. Ví dụ như cái anh chủ tịch nước mà kêu là Vũ Huy Văn, hai vợ chồng ảnh chủ tịch nước cộng sản á, mân ân tôi ghê gớm lắm. Rồi sau là có nhiều thằng đáng lẽ người ta giết mà tôi cứu, tôi không cho giết. Thành ra vì vậy có lẽ rồi cái số mình như vậy mà gặp cái chuyện như vậy, thành ra ở tù 7 lần cả thầy. Cuộc đời ở tù 7 lần. Bác có nói đến cái biến động miền Trung và cũng như là cái của Nguyễn Chánh Thi đó hả? Dạ vâng, bác biết gì về cái vụ đó không? Cái đó hồi đó tôi không có ở Quảng Nam. Hồi đó tôi là vô ở Kiên Hòa, nhưng mà cái vụ mà cái biến động đó
là sao là bây giờ Phật giáo anh em Quốc dân đảng cũng bị tôi trách cái chuyện đó rất nhiều. Cho nên khi nào tôi trách tôi hay đem cái việc này ra, là vì hồi đó ông Nguyễn Cao Kỳ ông đem ra 4 triệu đồng bạc, ông ra miền Trung, ông mướn cái đó mà anh em Quốc dân đảng bắn một vài thằng của Phật giáo. Mà Phật giáo hồi đó thì cộng sản nó xen vô nhiều lắm, cô biết không? Nó nhò vô nhiều lắm, bắn một vài thằng nó mắc không? Dẫn bắn anh Phan Thuyết, anh Phan Thuyết tức là huynh trưởng của Phật giáo đó. Thì cái hai thằng nhận mỗi thằng 1 triệu, anh đem về 4 triệu mà mới có hai thằng ăn, mà hai thằng nó chuyển tết trong tù hết rồi, chết hết trong tù không có về. Ở tù chung với tôi mà đều chết trong tù hết. Đem 2 triệu từ đâu về mà? Không, đem từ Sài Gòn ra. Anh từ cho người 2 triệu người á. Cho cái đó mà Quốc dân đảng đó để mà bắn cái đó Phật giáo đó. Đó Phật giáo đó. Đó Phật giáo mà có bị cộng sản lung lạc đó. Thì cái thằng cầm đầu của Phật giáo là thằng Phan Thuyết, thằng đó là nó là huynh trưởng, nó bắn chết ở Đà Nẵng. Thưa bác, còn cái vụ mà tấn công mộ thân thì bác biết nên... Tấn công mộ thân thì bữa nay tôi sắp sửa rời khỏi xây dựng công thông đó. Cái bữa hôm nay tôi đi, cái số tôi cũng hay, tôi đang làm ở Sài Gòn. Thì cái bữa hôm tối bữa nay tôi, nó có cái lệnh bộ xây dựng nông thôn là từ cấp chánh sở trở lên phải đi các tỉnh không được ở lại Sài Gòn. Thì cái anh thiếu tá nói với tôi là coi như là từ chánh sở giám đốc trở lên á, anh đi bằng cái xe jeep, tôi đi bằng cái xe jeep của chính phủ, còn ảnh thì ảnh đi bằng cái xe Honda, cái xe Peugeot của ảnh. Thì ảnh xuống tới định thường, ảnh đổi tôi, ảnh điều đình, ảnh nói sâu chờ đi, tôi anh đưa tôi đi cái xe jeep cho anh, lấy cái Peugeot của tôi anh đi qua Bến Tre, vì phải đi Bến Tre. Thế thì anh biết tôi biết Bến Tre nhiều, anh đẩy tôi qua Bến Tre, mà tôi qua Bến Tre hay cái số tôi biết xế dễ sợ nè. Tôi qua Bến Tre thì tôi kêu, tôi hỏi cái thằng cán bộ của xây dựng nông thôn, hỏi đâu đi phép, hỏi cho đi phép. Cái bọn nó giọng tỉnh trưởng cho tôi vô tỉnh trưởng liền, tôi vô tỉnh trưởng tránh, hắn tránh mặt, hắn cho người ra nói dạ ông tỉnh trưởng ông đi không có nhà. Cái tôi ngồi tôi nghĩ, anh tỉnh trưởng anh trốn mình rồi thì mình chuyện chi mình ở đây làm chi, vì bây giờ thằng tỉnh trưởng xây dựng nông thôn đi rồi, thế là tôi về túi mà nó, nếu tôi ngủ đó, túi nó tôi ngủ đó là cái chỗ mà chỗ ổ của cộng sản vô quánh nó rồi. Rồi tôi tiêu rồi. Tôi về tiêu nó, tôi đắp xe tôi qua phà tôi đi về là Sài Gòn liền. Coi như bác thoát chết trong gang tấc à? Nhiều lắm cô, đó là gang tấc nhiều lắm. Cô biết cái khi mà tôi còn đang nói bắt cộng sản, bắt mẹ với vợ tôi, mà cô biết có cái học bằng vậy nè, mình đẩy vô, mình phải bỏ lấy cái tay mình đỡ, mình đẩy vô đó. Rồi mà hắn biết tôi, hắn lấy cái quả mìn tổ mẹ, hắn bỏ vô trong học bằng, đẩy vô mà không chặn cái tay, làm tôi đứng tôi kéo đi không ra. Không ra thì tôi có 4 cái thằng quyết tử của tôi là gạch được co tôi đó. Hắn nói dọn hoang, ông ra để tôi coi cái là. Cái hắn dồn dưới thấy cái dây nó rồi, có rồi. Rất là hắn nói để tôi, hắn lấy kéo sắp cái dây nữa là hắn lôi của mình nó ra. Bác kể cái chuyện mà mẹ của bác với vợ của bác bị bắt bỏ đói cho tới chết. Dạ, mẹ tôi thì khi mẹ tôi đang đau, hắn bỏ trên cái giường khiêng đi. Còn vợ tôi thì hắn đem vô ở ngay Thăng Bình đó, có cái nhà lao gọi là nhà lao Thăng Lãnh của cộng sản á, hắn đem lên. Nhưng mà sau cái này cũng hai cô, khi tôi bắt đầu đi nhận quận trưởng thì tôi nhận quận trưởng quận Thăng Bình, tức là hắn có cái nhà lao Thăng Lãnh đó. Cho nên cái bữa đó tôi mới kêu mấy ông ở dưới tôi á, tôi kêu tôi hỏi đây có ông nào xã trưởng của xã Thăng Lãnh hay không, cái hắn giới thiệu thằng cha nó, nói dạ à dạ thưa ông quận, dạ ông này là xã trưởng đây. Cái tôi nói ông về ông tổ chức lại xã rồi xong xuôi rồi bữa nào tôi lên tôi thăm mộ nhà tôi ở trên cái lô Thăng Lãnh đó, là vợ tôi chết nó chôn trên đó. Cái bữa nó độ chừng 2 tháng sau tổ chức xong xuôi rồi cái tôi lên cái thầy anh xã trưởng anh dẫn cái thằng cha nó, con người nó dễ sợ lắm cô, người không ra người nữa mà nó không biết cái đèn pin mình cầm nó không biết nữa, cái áo mưa nó không biết nữa. Cái nó nói dạ bà hồi nó bị đói quá sẽ chết chứ không thì cũng chưa đến nỗi chết, thì nằm với nhà nó mà nhà tôi hồi nó để nằm như vậy là trên đầu rặn chí rồi, như vậy nhà tôi lăn ra để phơi nắng đó. Rồi cái rồi chết. Bao nhiêu năm nào rồi bác? Năm 1952, đúng rồi, 52. Lúc đó còn ở Quảng Nam mà bác hề? Dạ, tôi còn ở Quảng Nam. Hồi đó tôi, 53 là tôi làm quận trưởng Thăng Bình. Còn tôi bị đánh cái trận mà nói chuyện mẹ tôi, vợ tôi bị chết đó là năm 1952.
Rồi qua, tức là tôi thôi cũng thôi làm cái thông ngôn với pháp là năm 51 thì tôi vô cái tôi về làm đó. Dạ, dạ. Về làm đó thì sau đó thì cộng sản nó bắt dạ, bắt lại vợ tôi đó. Dạ, đưa lên trong núi để cho dạ, đưa lên trên tay núi. Mà tôi thì vô cái tâm kỳ. Dạ. Sau là khi mà tôi vô tới thì có cái bà ông đó, ông chỉ chị em tôi họ có chôn đó, dạ. Chỉ cái chỗ là tôi đem mẹ tôi về làm, đem hai cốt. Đưa hai người mẹ của bác với vợ có cùng chỗ hay là đưa dạ, đi không. Hai nơi. Mẹ tôi có bà chị bà em tôi liên lạc hai bên. Dạ. Vì hồi đó mẹ tôi chết đó, thì chị tôi mới liên lạc ra bà vợ tôi, vì bà vợ tôi bà có cái làm cái neo bằng vàng đây đó. Dạ. Thì ra nói với vợ tôi mới lấy trắng một tí để đem về mà đổi mà lấy bán lấy cái hòm để chôn mẹ tôi. Dạ. À, rồi ra 2 tháng sau, tức là mẹ tôi chết đúng ngày 19 tháng 6, tức là bữa nay thì còn 5 ngày nữa là dỗ mẹ tôi đi. Bên đạo Phật kêu là ngày vía Quan Thế Âm. Dạ. Là cái ngày còn 5 ngày nữa là dỗ mẹ tôi đây. Dạ. Ngày 19 tháng 6 âm lịch. Dạ. Rồi qua tới tháng 8 âm lịch thì mới là dần ngày dỗ mẹ ra vợ tôi. Dạ, dạ, dạ. Dạ, thưa bác, rồi coi như ngày hỏi bác một câu này, bác làm việc với người Mỹ như vậy đó, thì bác nghĩ gì về cái chính sách của người Mỹ trong chiến tranh Việt Nam? Không, tôi nghĩ rằng người Mỹ họ có những cái rất hay, nhưng cái đôi khi rất dở là như thế này. Cái lối cô có thấy tất cả những cái nước nào mà đã hưởng ăn huệ của Mỹ đều chống Mỹ cả. Cô có thấy cái điểm nó rõ ràng như vậy không? Yeah. Là một chuyện. Còn cái thứ hai là đánh trận thì cái bọn cộng sản nó đùa với mình khi ngồi nói chuyện với nhau. Ông Mỹ dễ đánh với ổng lắm. Là vì ổng cái chi ổng nguyên tắc hay với luật lệ không? Ổng nói cái này không có luật. Tức là cộng sản là nó không có luật là chết với nó rồi, là nó ăn rồi. Cho nên tôi sống với bọn cộng sản cũng nhiều, mà sống thành ra cái anh Mỹ có hai cái khi anh đem đồng tiền nó sử dụng không đúng cái chỗ, thành ra những cái người mà thọ ơn ảnh là chống ảnh, chưa kể là ảnh không sử dụng đúng cái đồng tiền. Cho nên sự thật, chứ còn họ có một cái nước nào mà họ tốt như nước Mỹ đâu. Đến nỗi mà bây giờ có con gái tôi nói xin lỗi cô, không cỡ cô vậy, mà hắn luôn luôn hắn nói cái giọng hắn cứ nói hắn kể cái ơn của người Mỹ mà đem người tị nạn qua rồi như vậy đó, hắn cho là không có cái nước nào mà tốt như người Mỹ. Tôi nói con biết nữa thôi, chứ còn nữa không phải vậy. Họ tốt thì có tốt thiệt, nhưng mà họ còn cái chủ trương chung của họ nữa, chứ không phải bị tốt không đâu. Đến một ngày nào đó mà họ không tốt được là họ cũng không tốt thôi. Theo bác thì vì sao miền Nam mình mất nè? Nè. Theo bác thì miền Nam tại sao thua? À đó, thì hồi nãy chị tôi kể, thôi nát là thua. Nè. Cái điểm đầu tiên á, quân đội đánh anh hùng, cô phải nghĩ nó rất anh hùng. Chưa kể là anh Thiệu, anh làm cho nó mất thôi mất nước. Là vì anh rút khỏi cao nguyên là mất nước rồi, là chết chắc rồi. Cô thấy. Cho nên sao lại mà khi mà anh Mỹ, anh sẵn là anh cộng sản, anh đưa cái bọn nằm vùng, bọn mà phản chiến qua đây, nó làm cho cái dân Mỹ này nó thấy cái phản chiến là nó đẩn ngón cái chiến tranh Việt Nam rồi. Nó hơi ba cái lý do, một mặt là mình thối nó, một mặt là cái quân đội rồi như vậy, mà nhất là cái vấn đề mà nó chơi cái chiến tranh mà bằng phản chiến ở trong này, nó nên mất là. Nhưng mà cái bây giờ mình bàn với nhau thì có nhiều hồi tôi cũng trong có được chính nhiều hồi cô nói, tôi cũng trong có một ngày nào mà những cái lời tôi trình bày với cô đây nó đến tai những cái người mà có thẩm quyền, họ sẽ thấy là những cái tôi nói là như vậy đó. Cho nên ví dụ cái sử dụng của đồng tiền không quan trọng là cái cách cho tiền, chứ không phải quan trọng là cái đồng tiền. Cô sẽ mình phải hiểu cái chuyện đó như vậy. Thưa bác, thì ngày 30 tháng 4 đó bác đã ở đâu và bác đã làm gì? Ngày 30 tháng 4 Bãi Lăng đó hả? Dạ, tôi ở một Bà Rịa. Dạ. Tôi đang ở Bà Rịa là vì bữa đó tôi về Sài Gòn thì mấy ông mà Vũ Văn Mẫu đó ông. Dạ. Yêu cầu tôi ở lại đây để mà tham gia cái chuyện mà thành lập chính phủ ba bên đó. Dạ. Vì ông tưởng là tôi tin cái chuyện đó. Dạ. Ông biểu thì tôi dạ dạ, nhưng mà tôi về tôi không ở lại là vì tôi biết làm sao có ba bên, vì cái thằng đại sứ Pháp Phan đã bị cái thằng Lê Đức Thọ nó bịp rồi. Dạ. Nó rồi thì chết đến nơi rồi, chứ làm sao có chính phủ ba bên nữa. Dạ. Thành ra tôi đi về, tôi về tới Bà Rịa thì sớm ngày ở Bà Rịa nó hay là cái chỗ tôi ở đó, nó đánh trên Bà Rịa, đánh dưới Bà Rịa, mà cái chỗ tôi ở im ra. Sáng ngày tôi thấy lính trong cái đồn, hắn dắt kéo nhau đi tần rồi là mất từ xung quanh rồi, thì cái đồn nó còn bao nhiêu lính, nó không phải kéo về tỉnh, hắn kéo mà đường đi. Yeah, yeah.
Bác thì cũng có dư khả năng để đi, bác ngay ở Bà Rịa thì bác có thể đi tàu, bác vượt biển, bác đi ra lúc đó như tôi bài. Đi chỗ đó tôi muốn đi giờ nào cũng được hết. Vì lý do gì bác không đi? Dạ tôi không đi là có những lý do, cái lý do này mà tôi nói không ai tin cả. Tôi nói là điều đầu tiên bạn bè nó tới tại nhà tôi. Vì cái chỗ tôi cũng có cái đường đi hai lắm cô biết không? Ra trước cửa thì là có cái hói, có cái hói mình bỏ cái ga nhỏ nhỏ mình đẩy ra, hơi bên là trồng cây nước đó, mình đẩy không ai thấy hết, ra tới ngồi là ra biển luôn. Nhưng mà bạn bè tôi tới mà tôi nói không, tao không đi. Tao không đi là thứ nhất là nếu như phải ở tù thì tao quen ở tù quá rồi, tao đâu có ngấn ở tù nữa. Mà cái thứ nhì đó là nó xin lỗi với bạn bè, bây giờ tao nghĩ rồi, cái thằng cộng sản này nó không giết nữa, nó phải vô Liên Hiệp Quốc. Mà không giết mà chỉ làm tù không thì thôi, cái đó cái nghề của tao rồi, tao có ngấn cái chuyện chi đi chi, tôi không nghĩ cái chuyện qua bên này. Bọn bà tôi cũng qua như vậy, mình phải thấy cái sơ suất là đi qua. Với hồi tôi cũng lớn tuổi rồi cô thêm, hồi nó kể ra cũng lớn rồi, tôi ở tù ra là tôi đã 70 rồi. Thưa bác, rồi bác bị bắt hay là bác đi trình diện? Nó kêu đi trình diễn chứ, kêu đi hết, kêu đi thì tôi là đảng phái số 1 của đảng phái, quốc dân đảng, là kẻ thù số 1 của cộng sản. Bây giờ trở lại nói về bác là quốc dân đảng, thì cái tổ chức quân dân đảng đầu tiên là của ông Nguyễn Thái Học, rồi họ chết đi, rồi sau đó thì tiếp tục, rồi nghe cũng được biết là đảng cũng chia ra làm nhiều chi nhánh, thì bác có thể nói sơ về cái quốc dân đảng của bác. Cái phút cuối cùng của quốc dân đảng là nó chia ra làm ba nhánh ở Sài Gòn. Thứ nhất là chính kêu là quốc dân đảng miền Bắc là do ông Vũ Hồng Khanh. Vũ Hồng Khanh là tổ chức cái đó. Cái thứ nhì là quốc dân đảng miền Nam là ông Nguyễn Hòa Hiệp, là tướng Nguyễn Hòa Hiệp mà cái đệ tam sư đoàn đó. Còn cái bọn tôi là quốc dân đảng thống nhất là cụ Vũ Huy Chân. Ông Vũ Huy Chân cũng là đồng chí của ông Nguyễn Thái Học hồi đó. Nhưng mà tổng bí thư là một anh thường thôi, nhưng mà anh trung kiên với đảng. Chứ còn không như Phan Ngô đồ ra ứng cử mấy lần không được, là tại vậy họ cho Phan Ngô mà ra tổng bí thư là có người mua chuộc liền. Đảng phá ra mua chuộc, chính phủ mua chuộc được, cho nên họ để. Thì tôi là vô cái khi mà tôi mới kể cho cô nghe đó, là cái ông Nguyễn Đình Lương đó, ổng là tổng bí thư, ổng đưa cái vé máy bay, ổng mời tôi về Đà Nẵng họp họp cái đại hội toàn quốc đó. Thì tôi về đó họp thì anh em họ cử tôi làm tổng ủy viên nghiên quốc. Cái bữa đó là Nguyễn Cao Kỳ về, tôi có thấy có vẻ đó. Vậy lông ngọc Nguyễn Cao Kỳ cũng là Việt Nam Quốc Dân Đảng? Dạ không, ảnh đại diện cho chính phủ Việt Nghe, ảnh mua chuộc quốc dân đảng. Ồ, dạ vâng. Ảnh mua chuộc quốc dân đảng. Dạ vâng. Vậy thì trong tù đó bác thấy thành phần đảng phái cũng bị tù nhiều không bác? Cái hồi mới đi ở có cái đặc biệt đi, bọn cộng sản nó chia ra làm bốn cái, những cái ông nhà binh thì ông đi lên núi, cô nghe ông đi quần Liên Sơn, Yên Bái rồi đó. Còn chính phủ miền Nam nó chia ra làm bốn, một là hành chánh. Tất cả những quận tỉnh trưởng, những là bộ trưởng đầy nọ rồi đó, có bộ trưởng phụ thủ tướng Nguyễn Văn Lộc, thủ tướng Nguyễn Văn Lộc, hay là anh Trần Văn Tuyên là phó thủ tướng rồi đó. Là cái này như vậy là cái hành chánh. Thứ nhì là cảnh sát. Cảnh sát là tất cả cảnh sát, mà anh lớn nhất của cảnh sát là hồi nữa anh tướng Nhu. Có ở chung với tôi, sau này ảnh cũng hơi lẩm cẩm mất trí, là cảnh sát. Thứ ba là tình báo, trung ương tình báo đó. Là thứ tư là đảng phái. Đảng phái là bốn cái khối nó ở chung với nhau. Thì khi mà bọn tôi trình diện ở Sài Gòn, mỗi người một nơi, nhưng mà sau khi nó đưa lên Long Thành, Long Thành cái rồi từ Long Thành nó đưa lên Thủ Đức, ở Thủ Đức mới đưa máy bay để đi ra Bắc. Thì bọn tôi nó đưa từ cái vần A tới cái vần vần T rồi chi đó thì là đi trước, còn tôi vần V thì đi sau. Ra tới Ngộ Bắc thì ta ra nó có tổ chức sẵn một cái trại ở Nam Hà tức là Hà Nam Ninh đó, và một cái trại ở Hà Tây tức là Hà Sơn Bình. Thì nó lấy xe đò nó phủ gian đi, mình ngồi trong đó nó chạy. Thì cái đón nào mà đi Hà Nam Ninh thì nó chạy thẳng, còn như bọn tôi thì tới chỗ cái pháo Bình Đà nó cái đi vô nó rẽ vào Hà Tây. Thì bọn tôi ở vô Hà Tây, ở Hà Tây mãi đến năm mà nó đánh vào Trung Cộng, nó đánh vào Trung Cộng 1970 mấy đó, tám mấy chứ này, dạ nó đánh thì nó đánh vào Trung Cộng cái nó dỡ tóm cái trại bọn tôi, tức là tôi ở tại trại Hà Tây nó được 7 năm.
7 năm rồi cái giải tán cái trại nó để cho hình sự ở thôi, còn bọn tôi đưa về năm Hà Nam Ninh, tức là năm Hà ở 6 năm nữa là đủ 13 năm. Thì cái bữa 13 năm đó là khi mà hắn lòng cái trại, hắn lòng cái buổi lễ mà phóng thích cho cô biết không, là quan trọng vô cùng. Vì hồi non chứ những cái lần mà đi về là toàn cái phe của bên tự do không, không có cái phe của bên cộng sản. Nhưng mà lần đi đủ hết trơn, ngoài những Paris Match cũng có nè, báo Nhật Bản đủ hết. Thì bọn tôi ra đó rồi làm cái lễ trình diện, rồi hắn biểu mình, hắn đạp tên. Tôi không bao giờ tôi đi lên nói xin lỗi cô, tôi mà bọn nó rủ lên Nga đạp tên đi vậy là tôi không bao giờ tôi lên hết, vì tôi biết không bao giờ có tên tôi mà lên cho vô hết. Cái bữa hôm đó bọn đi lên, hắn lên đâu biết, hắn chạy về cho Phan Ngôn vậy, nói Vĩ ơi lần đi có tên mày rồi, có tên mày. Tôi nói nó chơi, nó thiệt chứ. Tôi nói có là sao chứ, sao ta dẹp vậy, tôi ở nhà tôi nấu nước tôi uống đúng không, cái rồi nóng nước rau. Cái thì tôi mới lên thì hắn đọc rồi, hắn đọc tới cái ngày mà lên lãnh tiền, hắn phát tiền để mà đi về với anh em mà có số còn ở lại, tức là cái số an ninh quân đội. Với cái số mà đặc biệt là cái một là lễ một, tức là cái để tá lên luôn mà ở Tây Sát đó còn ở lại, còn tất cả là coi như lên tàu quả đi về hết. Tôi về tới Sài Gòn là đúng ngày chiều 29 Tết. Ta nó xíu 29 Tết. Thưa bác kể cảnh tù cộng sản đi, xong bác so sánh tù cộng sản với tù ông Diệm như thế nào? Không, bà tôi nói cậu hầu nãy cái thằng cộng sản nó biểu tôi so sánh, tôi nói so sánh sao được. Thì phải nên nói đi, dù sao cái mình ở tù ông Diệm cũng vậy, mà ở tù Pháp cũng vậy, mà ở tù ông Thiệu cũng vậy. Trong đó thưa bác, nãy có muốn nhờ bác so sánh trại tù trước 75 mà bác đã qua 6 lần đó với trại tù cộng sản có gì khác lạ không? Ở bên tù bên quốc gia đó, khi nào mình dùng chữ phay thì không đúng lắm, nhưng mà sướng lắm cô. Tại nào không thấy sướng cả. Ví dụ như cái trại tù mà của ông Diệm mà tôi bị nhốt ở Măng Cá là cái thành cái nhà lầu kia gớm lắm, nghe chữ Măng Cá là đã sợ rồi. Nhưng mà nó chẳng ăn thua gì, tôi tìm cách tôi qua mặt nó, rồi tôi cũng tìm người nhà để gửi cho đồ dễ dàng lắm, chứ chưa kể là ở tù Bà Rịa ở tù đó dễ dàng lắm. Còn anh cộng sản thì đừng hy vọng, chưa kể là đến cái khi mà nó siết mình lại để mà giả tỷ như hồi nó anh em họ nói với tôi, họ dọa tôi, họ nói anh coi chừng hắn đưa anh lên cổng trời, lên cổng trời là chết. Lên trên đó là có mấy người bọn tôi lên đó là vì ứng dốc ở biên giới của với Trung Quốc đó là nước độc. Sống mới mở mắt lại là thấy sương mù suốt cả ngày như vậy, mà nước độc lắm, cái kiểu như vậy. Chưa kể là cái hắn làm đủ thứ hết trơn, hắn kèm mà tỏa mình từ đầu ác, mà nhất là cái tâm lý là quan trọng. Hắn đánh mình cái điểm tâm lý, hắn làm cho gia đình mình cũng chết dắt vì mình, mà không kể. Cho nên nói đến cộng sản là như vậy. Không có, cho nên trừ bây giờ ai mà giả tỷ có cái chuyện chi mà giả tỷ mà nói động mà nói chuyện cộng sản là tôi là nó thua. Hỏi tại sao vậy? Thì vừa rồi nó xin lỗi cô, cái chuyện này nó ra lề, nhưng mà nói ví dụ ở đây mà xảy ra cái vụ mà cái đài phát thanh đây mà chửi với nhau, nói chọ với nhau về chuyện cộng sản đó, cái là nhiều người kêu tôi lắm, rất nhiều. Tôi ngủ rồi kêu dạ tại sao cụ không lên tiếng, ở đây người ta cần cái tiếng nói của cụ cũng lên tiếng gì đó. Tôi nói làm chi vậy? Lên tiếng làm chi vậy? Có người nào mà chịu cho ăn trộm đâu, mà bây giờ tôi lên tiếng là đã không khen mà họ thêm giận tôi vô ích nữa, thành ra tôi không có lên tiếng. Như vậy chứ không có chi hết trơn. Cái anh nào mà dính các ông về nhà có câu chuyện cái đầu đuôi xả ra mà ông người nào dính cộng sản là thằng đó đầu đuôi máu nhựa là do thằng đó mà ra hết trơn, hư hết trơn. Như vậy tôi nói như vậy không phải tôi sợ nó đâu, nhưng mà tại vì các anh không chuẩn bị vốn mà các anh nhảy qua kênh chơi sòng bờ này với cộng sản. Chứ tôi mà đã chơi với cộng sản là tôi biết có vốn hết. Đây tôi kể cho cô nghe cái năm 1953 mà tôi vô tôi tiếp thâu cái vùng cộng sản đó cô biết không, là nó xin lỗi cô, gần như là bọn cộng sản nó chạy mặt tôi, là tại vì tôi biết hết. Hắn nhớ mình cô biết không, đầu tiên hắn cho mấy cái bà già đứng lại ngay trước văn phòng mình ngồi bán khoai đó cô, mà thứ của mình thanh niên mình mà học nhân viên là thèm khoai lắm, nấu khoai ngon lắm. Thế nên lại hỏi bao nhiêu khoai này bán bao nhiêu đây bà, cái bà nói 500 củ. Cái nói chi cũng có 500, bà nói chứ mấy không 500. Cái nói rút tiền ra, mình rút tiền ra, nó tiền này không xài,
chỉ ra tiền của hồ thôi, kiểu vậy, hắn chọc đến cho mình, chọc đến cho mình nóng. Thì ví dụ như cái khi mà xảy ra cái vụ đầu tiên hết là cái vụ chợ được, chỉ vì chặt mấy cái cây để lót cái đường đi qua mà hắn ra hắn tranh đấu rồi suối mấy người dân mà, thì hắn nói cái này, súng là súng giả không, bằng giấy không, để vô nhồi vô giật, giật súng thì lính mình phải bắn, bắn chết hai người là hắn tranh đấu. Cô thang rồi còn ở trên cái quận kia thì là hắn lấy cái những cái tấm bảng sơn, hắn phết sơn, hắn viết những khẩu hiệu của nó mà mình cho người đập là chết, đập là hắn tranh đấu liền. Cho nên tôi làm là hắn thua tôi hết, là tôi biết cái mát cái bánh đó, tôi không bao giờ đập hết trơn. Tôi ví dụ họ bảo ngài nó nói cộng sản vô làm, tôi nói vô làm, nhưng mà tôi có nói trước, tôi nói đây tôi đã vô đây là không có kể chi cộng sản quốc gia tôi mới vô đây, thì các anh có ra cộng tác với tôi thì tôi sẵn sàng bắt tay các anh, nhưng mà các anh nhớ là bắt tay là khi nào cũng có bắt có một tay thôi, còn tay này bỏ không. Này, bắt tay với tôi thì phải đoàn hoàng, chứ đừng có vô đây mà lợi dụng mà sách động phá hoại là cái tay này tôi bỏ không, tôi nắm bây giờ tôi thật trong ý hậu các anh là các anh tiêu liền. Nhưng các anh đừng bao giờ nghĩ rằng đi kiện tôi, vì họ đã nói có khôn, có ngoan, có dân, có hầm hồ, cái thằng đã đi ăn trộm là nó có cách nó gì đó, chứ đừng nghĩ kiện tôi vô ích. Thành ra bọn hồi nó sợ tôi lắm là như vậy. Có nhiều hồi ngay có những người đến bây giờ gặp mình không đó, có một thằng mà mới vừa rồi cái tôi về mà hắn tổ chức cái bữa cơm mà ở nhà hàng ở quê Chợ Lớn, ông trùng làm cái nó sao là thành ra đề con tôi một cách kinh sợ. Đầu tiên hắn đứng lên trên diễn đàn, hắn nói rằng à lâu nay bữa cơm nó đầu năm vui lắm, hắn nói lâu nay mình nghe nó phân vĩ là ghê gớm lắm, ăn gan uống máu người ta đồ, bây giờ trăm bà con ở đây có biết có bằng chứng cái nó không, mà hắn hỏi ba lần không ai trả lời cả. Tôi hồi nào tôi ngầu tôi nghi ngờ rồi, tôi nói sắp đấu mình, nó sắp đấu mình, cho nên tôi nghĩ cách đối phó nó. Thì hắn hỏi ba lần không ai nói, chỉ trần cái nó ủa sao mình lâu nay mình nói vậy mà chưa bây giờ hỏi không ai trả lời hết. Không, bây giờ tôi hạ xuống họ thấp, bây giờ tôi hỏi bà con là có biết rằng Phan vị đàn áp bóc lột ai không, hắn hỏi cũng không ai trả lời. Thì thằng đó mới nói thiệt, hắn nói té ra như vậy là Phan vị hắn dựng cái tên hung dữ nó của nó lên để mà nó cứu nó, vì bên nó cũng không giết nó được mà bên mình cũng không giết nó được, cái nó làm những cái mà mình không làm được. Cái hắn mới đề con tôi nè, hắn hồi nó Phan vị làm quận trưởng Tâm Kỳ, đi vô cái quận đó thì các xã họ triệu tập dân chúng là để nghe ông quận nói chuyện đó. Thì Phan vị nó ngồi trên này dòm, nó thấy ba tôi ngồi dưới á, cái xuống nó ủa chú tổng cư vô đây hả, thì ba tôi nói dạ tổng cư vô đây. Thì Phan vị mới hỏi chú vô đây rất có dễ ở không chú, thì ba tôi nói dễ không dễ, khó không khó. Ông nói mà không trả lời, ông ngó thằng cha chủ tịch, nó viện chủ tịch nó là giết cộng sản đúng lắm. Cái ba tôi không trả lời vậy, cái Phan vị không nói chi, cái chập tới khi mời ông quận lên để ban huấn từ, thì Phan vị lên diễn đàn, hắn nói mình vô đây là để xây dựng là sần làm xã, chứ không phải vô đây để trả thù. Nếu như các ông nói trả thù thì thôi tôi đi về, vô đây để trả thù thì hồi nào cho yên. Thành ra vô đây là để xây dựng là, mà nếu như các ông như vậy, thành ra cái Phan vị chửi cho một mắt. Cái sau là cái là từ đó về sau là mỗi một lần mà ở xã có tổ chức cái chi đều mời ba tôi, nhưng mà ba hắn là dễ sợ lắm. Thằng cô biết mấy mà tôi kể là nãy giờ là tôi mấy ăn thứ dữ không đó. Ba tôi rồi coi như là mời ba tôi là cố vấn đồ cho hội đồng chứ không có kiểu vậy đó. Thưa bác, thì trong nhà tù bác mới nói đến cái cổng trời mà bác nói là nhiều người đến đó thì không có mấy ai được trở về. Ngoài bác ra đến cổng trời đó có ai về được không ạ? Dạ sao? Bác có nói đến cái cổng trời là bác cái chỗ mà bác bị... À cổng trời, à. Cổng trời nó lên đây nó cũng có người về được, à. Có người về chứ. À. Đây ví dụ như ở đây là có anh chị mới mà có đi họp với tôi đây, tôi quen rồi. Mà anh có viết quyển sách, anh nó cũng về được. Còn có một anh thì anh dân biểu, anh dân biểu chi rồi lên nó chết. Bà vợ ở đây gần đây rồi chết. Thưa thì bác tù 13 năm rồi họ tự nhiên họ thả bác về hay trong thời gian đó họ có cho bác ra tòa không? Không, để... không tòa, không thiết gì trên. Nghĩa là hắn cho mình về mà. Tại tôi kể cho cô nghe cái chuyện mà của thằng cha Nguyễn Tú là cháu Nguyễn Cơ Thạch. Trước cái ngày đó cô biết hắn kêu lên tất cả tướng tá, hắn kêu lên để làm cái gọi là xác định tội lỗi. Xác định tội lỗi để làm chi? Để sao mình khỏi kiện đó, vì mình nói mình không có tội chi, tại sao mình dâm ta chục năm vậy cô thang. Thì hắn kêu mấy anh ấy lên hết rồi, tới phiên kêu tôi lên.
kêu tôi lên, vừa bước vô cái tôi lòng liền. Tôi nói ông định kêu lên đây để biểu tôi xác định tội lỗi phải không? Tôi không có tội gì hết. Giết không biết mấy ông tướng nó có giết không, cho tôi không có giết cả. Tôi không có giết, nhưng tôi lòng liền. Nhưng mà các ông chết vì tôi nhiều lắm. Vì tôi là kẻ đề ra cái chiến dịch tố cảm toàn quốc đầu tiên. Hồi nữa ông Diệm về gắn cho tôi cái đệ nhất chuông Mỹ bộ tin vì cái công đó. Cái tôi nói không, ông đừng ngạc nhiên, ông đừng nghe vậy mà ông ngạc nhiên. Hắn ngó tôi liền, vì tại sao mình làm như vậy mà bây giờ mình còn nói với nó. Cái tôi nói các ông tự trả lời được câu này, ai giết mẹ và vợ tôi trước? Ai? Tôi đập vào tôi nói ai, ai giết mẹ vợ tôi trước? Các ông giết mẹ vợ tôi thì dĩ nhiên tôi còn, các ông là không có tôi, mà có tôi là không có các ông. À, tôi nói liền câu đó, cán đuổi tôi ra, nó thôi hết giờ rồi, đi xúc hết giờ, anh không cho tôi đứng nữa, anh không cho tôi nói chuyện nữa. Thằng Nguyễn Tú đó cô, sao tôi về tôi đây, con tôi biết của cuốn sách này, tôi có biết hay biết cô. Cô đọc cái này tôi cô thất cười đó. Rồi bằng cách nào bác qua Mỹ được thưa bác? À, đầu tiên hết là hầu đầu tiên là họ bắt đi trình diện, mà lúc đầu cô không bắt toàn mấy cái thằng mà quân sự đi trình diện, bán vé cho mấy quân sự, mấy chính trị chưa bắt. Tôi làm hung làm dữ, cái thằng cha nó trả lời nó đây giải quyết quân đội không, chưa đợi quyết chính trị. Cái bữa đó tôi thấy con anh của chính trị mua được hồ sơ đi, cái tôi xuống tôi nói nó, cái nó mới chịu bán cho tôi. Nó chịu bán cho tôi thì sao lại cái tôi vô tôi làm hung làm dữ với nó, đến nỗi mà con gái tôi tôi bài nó, tôi nói bố làm hung nó rồi, tôi bố chém rồi thì con vô con cho thuốc, con nói bố tôi là các ông coi hồ sơ các ông biết ở trong tù là bố tôi cũng nóng vô kể, thành ra các ông đừng có kể cái chuyện đó. Cái hắn đổ đội hắn nói tại ảnh nói rằng những lỗi này là tại bọn tôi chứ không phải là lỗi này tại của ảnh rồi, thành ra tôi cái rồi con tôi nó thôi các ông cũng đừng nói chi. Cái rồi sao là cái hắn nói thôi chị ngồi đây để tôi lên tôi trình với ông giám đốc để làm giấy tờ để đưa ảnh đi. Nếu mà cô biết hắn làm giấy tờ hắn đưa tôi với con tôi đi, hậu đầu hắn đưa tôi đi HO 17. Cái sau hắn vô nên có cái lệnh cô là hắn thấy tôi ở tù lâu quá, hắn đưa tôi lên 15. 15, nhưng mà khi hắn cho con tôi đi, hắn làm hồ sơ nó rồi trẻ tôi đi theo 15, chứ hồi đầu cho tôi lên 14. Thì tôi đi một lượt với làng tướng Vũ Văn Giai rồi đó. Nó đưa tôi, mà cô nghĩ nó đưa tôi đi lên, tôi không có người nào sponsor cho tôi cả. Thế mà hắn bắt cái ông ở bên Maryland này, anh em bận gì với tôi coi như sponsor. Nhưng mà tôi nghĩ thôi kệ đừng kể nữa, mình học cái chi mình kể, có chơi với cộng sản có những cái mình làm căng, có những cái mình phải nói, mình nói nó cho mình làm cái chi làm căng quá thì không được, cái dây mà căng thẳng quá hăng đứt cô biết không. Thành ra tôi nghĩ vậy, cái tôi mới không cãi nữa, thôi đọt coi đi. Thì tôi đi qua tới phi trường này thì ở Washington đây, thì cái ông lên đón tôi thì ông đưa tôi về Maryland thì sao là tôi có cái chú em bà con mà trong họ mà ở dưới Cali, nó giàu lắm mà nó thương tôi lắm. Hồi tôi sắp ra tù là hắn gửi cho tôi những cho tiền cho đồ, cái thì nó mới có thằng đàn em ở đây, nó nói mày tao có ông anh ổng mới qua đó, mày làm ơn mày tới mày qua giùm tao thấy. Hắn tới hắn thấy tôi ngủ sofa đó cô, vì tôi có giường rồi, tôi để cho con tôi ở chứ ở, còn tôi nằm sofa tôi ngủ được rồi, vì tôi nuốt cái nào cũng sướng hơn trong tù cô thấy. Tôi cứ nghĩ bây giờ ai mà mời tôi ăn rồi tôi hay nói cái gì cũng ngon hơn trong tù cả. Mà tôi ăn chay trường 40 năm rồi, tôi nấu ăn mà tôi nấu khéo lắm mà cô. Tôi mà tại vì không gần chứ ở đây có những ông mà có chú nào bữa trước mà hắn ở trong này cái trong ăn đồ chai của cụ đó không là tại vậy. Rồi tôi đi xe đi chứ ở dưới xe tôi có bỏ đồ, với tôi nấu đồ chai số mani tôi cũng bỏ dưới. Tôi làm một món mì chai với lại một món ái đồ tôi bỏ xe Phan chứ mình đi, mình đi Phan vì ở đời, cho nên tôi ở trong tù mà khi hắn bắt cấp phát cái gì tôi ăn liền. Bọn hỏi chứ chi ăn lẹ, tôi nói ăn liền có rủ chậm bưng bưng ngôn tử thả mình chưa mình đó chết đó hay sao để đưa tao là tao ăn thôi. Thưa bác, là tức là khi bác đến là bác cái đơn mà đi xin đoàn tụ đi xin sang bên này ở tản cư sang bên này đó là bác cũng phải trả tiền đó. Cái đơn mà cũng phải trả tiền. Đúng rồi, hắn bắt trả tiền chứ. Trả hết nhiêu bác? Tôi lâu quá tôi quên. Nhưng mà tôi nhờ cái con tôi này phút chót nó làm cho cái tiệm bán đồ điện. Rồi hắn cũng có tiền rồi chi hắn trả. Đó là chưa kể hắn trả tiền không kể hối lộ. Cái hối lộ mới quan trọng này. Cái thằng mà nó kêu mình vô để mà nó phỏng vấn, nó sát mình. Nó sát mình. Mà nếu mình cho nó 2 chỉ
hai chỉ vàng là nó sắp cho mình lên trước, yeah. Thế để mình sẽ được phóng phóng sống, mình đi, yeah. Sống. Mà bác có phải mà con gái của bác có phải có chứ, có hả? À, có chứ, mà tôi là tôi có cái lỗ mà tôi kể ở Cali này nè, yeah. Nó gửi qua nó cho tôi một cây vàng, tức, yeah. Là một cây vàng, thế thì con tôi hắn chạy ra hắn sợ sai sợ rồi. Rồi khi gặp mà phái đoàn Mỹ đó, họ có hỏi bác nhiều không? À không, dạ đúng ra người Mỹ họ đối với bố con tôi rất tốt, yeah. Mà anh em họ nói rằng có hai người, cái bà đó là trưởng phái đoàn đó là người Da Đen, yeah. Mà họ nói cái bà này mới lạ chứ, bà giải quyết có hai người là anh với anh đệ tá nào ở sông bé đó thôi, là vì con tôi nó không cùng một hộ khẩu với tôi, yeah, yeah. Khi mà tôi cho nó ở với ông bạn tôi rồi, cái khi hầu mà mới vô phỏng vấn thì tôi xin cho một đứa cháu là tôi ở nhờ nhà nó đó, thì bà nó không có cháu đi hết, ô không được, thì sau khi tôi có con nhưng mà nó không cùng một hộ khẩu, vì tôi mới kiếm được nó đây, rồi bà nó được đem vô, rồi tôi đem vô thì bà làm giá cho con gái tôi đi với tôi, còn con kia bà nhất định bà không cho, à rồi cái đi làm giấy tờ thì con tôi hắn kiếm tiền rồi hắn trả qua tới đây, rồi cái con tôi hắn bắt đầu tôi còn lái xe được thì mua cái xe số 6 rồi lấy cho hắn đi học cái nghề, hắn mai để mà hắn lấy cái tiền mai nó mới đi học nghề tóc, yeah. Rồi từ tóc hắn mới đi làm cô dạy giỡn về tóc, rồi hắn mới mở trường dạy người ta làm về tóc và nail rồi, yeah. Lúc đi với bác là chị lập gia đình chưa? À, không có, hôm qua đây mới gặp gia đình đây. Ồ, dạ, qua đây gặp gia đình, dạ. Qua đây thì bác làm cái gì vậy bác? Qua đây đầu tôi làm ra tiền thì tôi tiền già đi làm chi, nhưng mà có một lúc vui lắm, anh Nguyễn Đình Thắng á, yeah. À tôi tới tôi giúp ảnh về cái phát thanh này, phát thanh ban đêm này, yeah. Tôi với anh Châu này, yeah. Anh Châu ở bên này giúp bên Châu này, giúp dữ lắm á, yeah. Cái thì sao là hình như anh Châu đề nghị hay đó mới nói với anh Thắng là có cách chi để giúp đỡ cho cụ Vĩ không có tiền thêm mục tiêu đó, thì bữa nay anh Thắng anh rủ tôi đi lên trường Massachusetts. À, à. Ở đây nữa thì lên họp với Massachusetts thì cái bà mà hiệu trưởng đó, à. Bà nói rằng bây giờ làm cho bà thì làm cái nó là America đó cô, à, cái tổ chức America đó, à. Thì bà trả cho hai lần tiền mà dùng là thì cũng được gần cả ngàn, à, cô thắng, à. Dòng đó. Thế thì tôi nói cái câu đầu tiên tôi muốn hỏi bà là cái này có dính gì với tiền già của tôi không, à. Chứ tôi đang ăn tiền già. Cái bà nó không dính, các bên họ tiền già họ có cái luật của họ, tôi có cái luật của tôi, dạ, không dạ. Có, thế thành ra tôi mới làm chứ, tôi làm một năm, nhưng mà cái bữa hôm đó tôi còn nhớ là đúng mùng 1 Tết, dạ. Tôi cái đầu áo của tôi nhớ giờ, thì bà gửi cái hầu đó tôi còn email bằng thư từ với bà trên, dạ. Internet, bà nói rằng nếu ông muốn làm nữa thì ông ký cái hợp đồng với ông Thắng sẽ khỏi ký với bọn tôi nữa, dạ. Cái tôi gọi điện thoại xuống anh Thắng thôi, à, bà nói bà hỏi nói vậy đúng không anh Thắng, anh nói dạ đúng, nếu từ nay mà cụ muốn làm nữa thì cụ ký với con chứ khỏi với ký, cái tôi nói dạy giờ tôi không làm, từ nay tôi không làm nữa. Cái bạn bè tôi mà nhất mấy ông già ông thắc mắc trời ơi thắc ngần bọt mà cha nội này sao nó thôi ngang xưa, tôi nói không, tôi cái chính của tôi không phải là cái tiền, tôi đã nói mà trừ hệ tôi làm với ông Thắng là ông không cho tôi đi tranh đấu, mà ông không cho đi tranh đấu, mà nói tôi là vua tranh đấu con biết, tôi đi đủ không gần như nước Mỹ nữa, đâu có độ chừng cỡ cái chỗ nào mà động chứ là hắn kêu tôi, à, cái bà mà ở dưới Minnesota cũng rồi tới lên Liên Hiệp Quốc rồi đi qua Geneva và chỗ nào ấy là cứ tôi hết, đến nỗi tôi vô trong Geneva và tôi trình bày mấy cái ông Mỹ nữa, ông thương quá, ông nghĩ ông cái thằng cha già này mà giờ ông nói khi nào mà tôi sắp thôi rồi, ông nói tôi sắp thôi rồi nhưng mà tôi ở dưới bên Zika nếu như có thì anh tin tôi lên tôi thăm anh đấy. Bác phải trình bày, bác nói tiếng Pháp tiếng Anh hay sao bác? Dạ. Khi bác vô mấy cái chỗ đó đó bác. À, mày vô mấy chỗ đó thì họ nói thì tôi nghe tôi hiểu, còn thì tôi nói dở nhưng mà có một cái là có những anh thông dịch dùng. Thông dịch. Còn tiếng Pháp mới là dở, tiếng Pháp thì tôi kể tiếng Pháp cho cô nghe. Yeah. Khi tôi vô tòa đại sứ Pháp, hắn có cái ông Olivier. Yeah. Ông nói là ông mới làm đại sứ của Pháp ở Việt Nam về. Yeah.
cái ổng ra ổng nói, anh làm thông ngôn cho Pháp mà tôi làm thông ngôn, bây giờ cô biết trong số này có mình tôi còn tiền hưu của Pháp á. Dạ. Tôi lãnh cái tiền hưu của Pháp không có bao nhiêu, hồi trước có chút xíu, bây giờ lãnh một năm được hai lần, mỗi lần được độ 300 đô. Dạ. À, như vậy đó thì cái ổng nó ổng kể cái chuyện người Pháp mà hồi nó sắp có cái viện trợ chi của Pháp đối với cộng sản đó. Dạ. Cái tôi nói bây giờ tôi nói cái này ông thì ông đừng có buồn, nhưng mà cộng sản hắn coi như các ông là cái vú sữa của nó. Dạ. Hắn vác cái vú sữa của các ông là vì hắn gọt các ông từ đầu đến luôn mà các ông có biết. Cái ông Olivier ông nói, ông kể tôi nghe thử, hầu nó tôi kể mà không rành thì tôi đi có con cháu hắn là tiến sĩ mà về Pháp, tiếng Pháp. Cái hắn nói vậy, dạ bác nói rồi để con làm thông dịch cho bác luôn. Tôi nói không mà. Cái tôi mới kể tôi nói hồi xưa quân đội Pháp mà đi hành quân á, cô biết không? Dạ. Mỗi một khi mà cái chỗ đó mà bọn cộng sản nó thâu thuế nông nghiệp không được à. Thì hắn chơi cái trò là hắn biết Pháp đi hành quân. Thì hắn chôn độ về của mình đó, hắn giật, hắn giật nổ không chết không không cần, nhưng mà hắn giật cái rồi lính các ông đốt hết trơn, đốt lần đốt xã của hết trơn, là ngày mai hắn lên thâu thuế dễ vô cùng. À, các ông có biết những cái chuyện như vậy không? Tôi nói ông Olivier ông cười thằng cứu nó Pháp ngưng ra là không hiện đạo cho Pháp. Hầu nó tôi chỉ tranh đấu tôi đột phải thả người quyền quan ra khỏi Nghệ An. À, tôi định tự thiêu đó cô. Yeah. Nếu không thì tôi định ra trước Liên Hiệp Quốc chỗ cái Park Nation đó, tôi định tự thiêu đó. Tôi hỏi anh Hùng tôi nói chú tổ chức cho tôi tự thiêu đây được không? Hắn nói giờ ai còn giống cho cụ rồi còn giống. À, tôi định là tôi ra đó tôi tự thiêu ngay trước cái công trường Liên Hiệp Quốc đó. Yeah. À, thưa bác thì cuộc đời của bác rất nhiều khó khăn trôi nổi, khó khăn vất vả tù đầy. À, bác chắc là phải nói là bác là vua của nhà tù. Ở trong nhiều thời gian, nhiều hình thức. Cuối cùng thì bác rút được cái kinh nghiệm gì và bác muốn nói truyền lại cho giới trẻ? À không, cái kinh nghiệm quan trọng nhất là tôi nói chuyện với anh em trẻ là như thế này. Mỗi khi đụng vào một trường hợp nào, phải 5-3 người ngồi nghiên cứu, mà người ta gọi chữ là tâm ngu thành hiền đó, chứ đừng có lấy cá nhân của mình mà giải quyết, mà nhất là cái đối tượng của mình là cộng sản nữa là chết nó. Vì khi nào nó cũng làm cái chuyện đó, nó làm cái chuyện là nó họp trước để nó lấy ý kiến chung nó làm. Thì mình gặp bất cứ một việc gì mình cũng phải lấy ý kiến chung, không được nhiều thì cũng 3 người mình bàn với nhau rồi mới đem ra làm. Và luôn luôn mình cái trò của mình mà đối với cộng sản luôn luôn mình phải nghĩ chuyện lấy gai mà lễ gai, đừng có sợ là những là gai nó như thế rồi không, với cộng sản là phải lấy gai lễ gai. Cho nên lấy gai lễ gai có nghĩa là như thế nào bác? À, như thế này, khi cộng sản nó đã dùng cái nguyên tắc đó, mình đừng bỏ nguyên tắc đó. Ví dụ giả tỷ như hắn dùng cái chuyện mà hồi xưa nó có những cái chuyện này vui lắm, hắn kêu là địch đoạn, hắn lấy con gái ra để hắn dụ mấy thằng cán bộ. Thì tôi đằng này tôi nói ok, tôi đồng ý cho các chú đi theo mấy thằng cán bộ, nhưng mà tôi nhớ rằng các chú không được rút vô trong buồng rồi ra, mà tôi hỏi các chú đã rồi chưa, các chú nói chưa là tôi bắn liền. Thành ra cộng sản hắn sợ cái nó lắm, con nào mà dẫn thằng cán bộ tôi vô trong là coi như rồi hết, thằng cán bộ tôi hắn đã lột được áo quần rồi, tôi chứ không là tôi bắn thằng cán bộ nó liền. Cho nên thằng cán bộ hắn nói đưa cái chuyện mà địch vặn đi vô cho Vĩ cũng như đưa cơm vô họng vậy. Rồi bác mong đợi gì vào giới trẻ bác? Tôi rất tin cậu, mặc dầu trong tuổi trẻ nó có hư đi một số. Hư đi một số là cái số mà hư đó, nhưng đừng có lo. Bên cạnh nó cũng còn có những đứa khá cô biết không? Nhưng mà có một cái như thế này, mình á, ví dụ như cô là cơ quan làm việc, cô không có cơ quan làm việc, nhưng tôi thì là cái thằng mà sẵn sàng nói chuyện. Giả tỷ như vậy, cho nên mấy lúc mà khi mà anh Nguyễn Đình Thắng anh rủ tôi vô làm, tôi làm liền. Mặc dầu có tiền, họ lúc đầu đâu có tiền, tôi Vinh Châu này nè, là tôi sạc xe cái mission, cái tôi là opinion public, tức là có một vấn đề chi là tôi đi tham khảo ý kiến của mấy ông già, rồi tôi về tôi mới nói cái này không được à, làm cái đó sai
phải như thế nào thế kia. Thành ra khi mà lúc đầu anh Thắng anh cũng tốt với tôi, là ví dụ như mình làm rồi cuối một tuần mình có làm cái báo cáo của mình á, thì anh nói à, cho ông Vĩ là kệ ông viên chị ông viên. Thì tôi nói cái câu là như vậy, tôi tìm hiểu cái quần chúng là quan trọng lắm. Cho nên bữa nay cái quần chúng cô thấy cộng sản nó một số bà già nuôi cộng sản, bữa nay bà đổ bà chửi cộng sản hết là tại vì bữa nay nó thấy cái cộng sản là như vậy, nó không nhân nghĩa, không tình nghĩa gì hết, nó là như vậy thôi. Thành ra cái mà tôi nói thứ nhất là phải tâm ngu thành hiền. Cho nên lâu nay tôi nghĩ cái chuyện mà tôi hậu đầu cái tôi tưởng là cái chuyện mình sẽ về tiếp thâu cộng sản, cô biết không? Chứ tôi không nghĩ như bữa nay mà hồi nãy chị tôi nói với cô, thì tôi nghĩ rằng nếu mình mà về tiếp thâu cộng sản thì mình phải tập cho người cán bộ của mình để biết tất cả những cái số nào mà về Việt Nam phải biết những cái gì. Đây tôi nói với cô như thế này, cái ngày mà ra 17 vị tuyến hồi 54 á, tôi đem cái đoàn cán bộ ra ngoài Quảng Trị tôi đón tiếp đồng bào di cư vô á, mà cô biết cán bộ tôi là họp thường xuyên, họp thường xuyên, rồi tôi mới bài ngày mai như thế nào, rồi hắn đi công tác về cái tôi kêu tôi hả, sao kể công tác ngày hôm nay tao nghe thì có cái gì hay không, có cái thằng nó hồi xưa hắn là mặt thóm cho pháp là thứ dữ lắm cô biết không, hắn nói dạ bên đây có cái hay lắm, dạ thưa anh, tôi cái gì hay, hắn nói hắn ngạn đem mấy cái đứa một cái ra, hắn cứ níu áo mình, hắn nói anh ở lại vợ con đây, mà tại sao anh bỏ anh đi chi, anh ở lại đây với vợ con đây, rất là em phải dỡ cái thủ luật của em, tôi ở thủ thuật của chú là sao, nói ngay cái em làm như hắn là vợ em đó, em nói đâu lâu nay anh đi đó, ở nhà đâu đồ còn nguyên không, em làm bậy làm hủng đó, cái em quẩn dọn chạy. À, vậy là cái bác rất yên tâm về giới trẻ và bác tin tưởng giới tôi trẻ. Thì tôi nghĩ như vậy, rồi tôi rất tin tuổi trẻ. Nhưng mà con cái là như vậy, mình là người lớn, mình đừng có dạy nó nhiều, nhưng mình phải hướng dẫn nó nhiều hơn thì đúng hơn. Nó nhiều hồi chứ nó cũng lanh lắm, có những cái mình hướng dẫn nó mà có nó không thèm làm đâu, chứ nó cái nào mình nói nó không làm đâu. Nó bây giờ tuổi trẻ nó khôn lắm. À, chứ không phải nói dài hết, nhưng mà như vậy đầu tiên hết là mình thử nó, mình hỏi nó thì nên các em như vậy thì các em nghĩ sao, như vậy thì làm sao để hắn nói các em mình nghe thử rồi mình mới góp lại. Nhưng mình muốn góp là mình lấy ý kiến từ trong kia, lấy cái chuyện mà của bọn cộng sản. Cho nên tôi nói rằng nếu một ngày kia như tôi nói với cô, có một ngày nào đó mà mình sẽ đi về Việt Nam thì cô đi một cô lôn khác, mà những cái thằng cha mà tiền bạc nó đi cô lôn khác. Nó chia ra hầu nó tôi dùng cô đây là tôi nói Nguyễn Đình Thắng, tôi nói Nguyễn Đình Thắng đi cô lôn của Nguyễn Đình Thắng, mà cái những thằng còn cán bộ tiền bạc thì đi, còn những cái thằng gọi là hiểu cộng sản nhiều là đi một cô lôn của ba cái cô lôn đó, phải đầy đủ như vậy thì chơi mới cộng sản mới được. Và cũng không phải sợ nó đâu, không phải sợ, nhưng mà ngay cộng sản này cũng vậy, cô nghĩ cách đây có bao nhiêu ngày đâu, ông tổng thống Nga ổng còn chửi cộng sản thì cô nghĩ là nó như vậy. Rồi mới sau mai này mình cũng còn nghe cũng còn chửi rủa cộng sản, chứ đâu có phải người nào cũng mê cộng sản cả đâu. Bác từ hồi bác sang đây đến giờ bác có trở lại Việt Nam lần nào chưa? Dạ chưa, tôi chưa. Thì tôi nói với cô cái thằng đó là trung ương ủy viên, hắn viết thơ, hắn mời tôi về chơi, mà hắn nói là mời anh về chơi, bọn em bảo đảm em có đinh có về. Tôi nói không, tôi không sợ các chú bắt đâu, mà tôi sợ các chú chơi trò về cộng 45 đó, tôi không có về. Chứ còn nếu như tôi muốn về thì không về nhiều thì con tôi không có tiền cho tôi về, nhưng mà không, tôi không về. Nhưng cái ngày nào á, ngày nào một là hắn tuyên bố chuyện bầu cử công khai là người các chú sẽ thấy tôi ở Chợ Lớn rồi. Cháu thay mặt hội với các anh em trẻ xin chân thành cảm ơn bác đã bỏ thì giờ trải cuộc đời của bác ra để làm một cái bài học kinh nghiệm cho các em trẻ và học hỏi những cái ngày tháng cha ông đã phải trải qua như thế nào. Cảm ơn bác. Tôi nghĩ rằng có ngày, nhưng mà theo cái tổ chức này là một cái tổ chức của tuổi trẻ, nó gọi tên gì cô ạ? Đây này thưa bác cầm đây về đọc.